Chương 1640, hủy đạo cơ. Niết bàn kiếp chính là đại đạo thử thách, niết bàn kiếp bên trong không chỉ là nguy cơ, càng là đại tạo hóa, ở niết bàn kiếp bên trong sẽ để tự thân tìm hiểu đại đạo chân ý được lột xác, từ nga ngày không ngừng tiếp cận bản nguyên của đại đạo sức mạnh. Nhưng loại nguy cơ này cùng tạo hóa đều là tới từ ở niết bàn kiếp, nếu như Lăng Tiêu đem kiếp khí tất cả đều nuốt chửng hết sạch, cái kia cái gọi là niết bàn kiếp tự nhiên cũng là không tồn tại. Lục hồn mặc dù sẽ không chết, nhưng từ nay về sau thánh đạo con đường đoạn tuyệt, đạo cơ bị hủy, muốn lại muốn lần đột phá, trừ phi có thể tìm được nghịch thiên tạo hóa, bằng không cả đời cũng rất khó tiến thêm một bước nữa. Nếu như từ này cũng không cách nào tăng lên nữa tu vi, chuyện này quả là so với giết lục hồn còn muốn để hắn khó chịu. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu triển khai vạn kiếp bất diệt thánh pháp không ngừng nuốt chửng lục hồn trên người kiếp khí, quanh thân tử quang quanh quẩn, bởi vì có giả thiên cổ phù che lấp khí tức. Vì lẽ đó niết bàn kiếp cảm giác không tới sự tồn tại của hắn, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Theo lục hồn trên người kiếp khí bị thôn phệ, Lăng Tiêu bất diệt kiếp trùng khí tức cũng biến thành ngày càng huyền diệu lên, như một vòng màu tím thần dương, tản ra cổ lão, uy nghiêm thần bí gợn sóng. Mà lục hồn trên người niết bàn lực lượng cũng bắt đầu bị suy yếu, để hắn thân thể sụp đổ tốc độ giảm yếu đi. Nguyên bản lục hồn cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, một lần này niết bàn kiếp tới cực kỳ mãnh liệt khủng bố, ở hắn trọng thương dưới tình huống, lại tăng thêm trong lòng đã có ý sợ hãi, căn bản không cách nào giữ chặt tâm thần, vì lẽ đó hầu như liền muốn ở niết bàn kiếp bên trong hóa thành cho bụi. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được, niết bàn cướp sức mạnh nhanh chóng tước yếu đi, hắn cả người cũng bắt đầu có thể điều động sức mạnh trong cơ thể, chống lại cùng tiêu hóa niết bàn cướp sức mạnh, khí tức cả người bắt đầu bình ổn. Dĩ nhiên là hắn, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục hồn cảm thấy Lăng Tiêu tồn tại, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Khó có thể tin Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ xuất thủ cứu hắn, theo lý thuyết Lăng Tiêu cần phải ngồi xem hắn bị niết bàn kiếp giết chết mới đúng. Thế nhưng hắn cũng không có tâm sự đi nghĩ nhiều như thế, bắt đầu chuyên tâm độ niết bàn kiếp, quanh thân khí tức trở nên bình ổn, bắt đầu đi thể ngộ niết bàn sức mạnh, đồng thời đem kiếp khí luyện vào bên trong cơ thể. Mặc kệ Lăng Tiêu tại sao ra tay, nhưng có thể không chết ai cũng không nguyện ý đi chết, lục hồn tự nhiên cũng là vô cùng vui mừng. Nhưng rất nhanh, lục hồn cũng cảm giác được không được bình thường. Hắn phát hiện Lăng Tiêu cắn nuốt một phần kiếp khí phía sau, dĩ nhiên căn bản không có một chút nào muốn dừng lại dấu hiệu, vẫn ở chỗ cũ nuốt chửng hắn niết bàn kiếp bên trong kiếp khí, nhất thời để trong lòng hắn cực kỳ kinh hoàng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Lăng Tiêu là có chủ ý gì, Lăng Tiêu cứu hắn không giả, nhưng cũng muốn phá hủy hắn thánh đạo căn cơ. À không, lục hồn trong lòng điên cuồng giống lên, tràn đầy ngập trời sự thù hận cùng không cam lòng, thế nhưng hắn đang độ niết bàn kiếp, nhưng căn bản không có cách nào la lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đem niết bàn kiếp bên trong tất cả kiếp khí nuốt chửng hết sạch. Răng rác, trong hư không một đạo thiểm điện sáng lên, kiếp khí đều bị Lăng Tiêu nuốt chửng phía sau, ánh sáng óng ánh lóa mắt, niết bàn kiếp chậm rãi tản đi, lục hồn thân thể bắt đầu gây dựng lại, từ kề cận cái chết được cứu trở về. Thế nhưng, hắn khí tức vẫn là lục chuyển bán thánh, căn bản không có đột phá đến thất chuyển bán thánh. Long Ngạo Thiên, ta và ngươi không đội trời chung a. Ta nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi lột da chóc thịt, để tiết trong lòng ta hết sức. Lục hồn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy hào quang màu đỏ ngòm, tràn đầy sát ý điên cuồng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu điên cuồng hét lên, trong thanh âm ẩn chứa ngập trời sự thù hận. Lăng Tiêu là xuất thủ cứu hắn, nhưng hắn niết bàn kiếp bị dẫn động chính là Lăng Tiêu làm ra, vì lẽ đó hắn đối với Lăng Tiêu căn bản không có một tia cảm kích, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu xuất thủ cứu hắn vốn là không có ý tốt, đưa hắn niết bàn kiếp trong vô tận kiếp khí tất cả đều cắn nuốt. Hoàn toàn phá hủy đạo cơ của hắn, để hắn sau đó lại nghĩ xúc động niết bàn kiếp, hầu như liền thành chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, lục hồn thiếu chút nữa thì muốn hôn mê, trong lòng tràn đầy vô tận sự thù hận. Lục hồn, như không phải ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đã thần hình toàn diệt. Không nghĩ tới ta chiến thần điện vẫn còn có ngươi loại này vong ân phụ nghĩa đổ vô liêm sỉ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Thế nhưng, mọi người thấy lục hồn một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Cũng là hiểu vừa rồi Lăng Tiêu đến cùng làm cái gì. Lăng Tiêu dĩ nhiên đem lục hồn niết bàn kiếp bên trong tất cả kiếp khí đều cắn nuốt, loại thủ đoạn này quá độc ác. Cái này Long Ngạo Thiên thực sự là cái ngoan nhân a. Rất nhiều đệ tử chân truyền nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vẻ kiêng dè, Lăng Tiêu thủ đoạn để cho bọn họ tâm sinh kính sợ, nếu là bọn họ ở cùng Lăng Tiêu tranh đấu trong quá trình, bị Lăng Tiêu chơi như thế một tay, vậy bọn họ có thể coi là hoàn toàn phá hủy. Nhất thời có rất nhiều người trong lòng đều là âm thầm suy nghĩ, vô luận như thế nào đều không thể đắc tội cái này Long Ngạo Thiên, coi như là đắc tội rồi cũng không thể cùng hắn động thủ. Ta giết ngươi, lục hồn điên cuồng hét lên một tiếng nói, quanh thân tràn đầy máu tươi,
giống như bị điên, ngang trời liền muốn hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến. Chỉ là lục hồn ở Niết Bàn kiếp bên trong bị thương xu thế cũng không có khỏi hẳn, giờ khắc này vẫn là trạng thái trọng thương, so với độ Niết Bàn kiếp trước còn muốn suy yếu, trong khi xuất thủ cũng có vẻ hơi khí thế không đủ. Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, liền muốn tế lên Thiên Đạo Hỗn Độn Bia hướng về lục hồn trấn áp xuống. Đùng, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, tất cả mọi người là nhìn thấy lục hồn bị người một trưởng cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở xa xa chiến sơn bên trên, hôn mê đi. Trong hư không ánh sáng óng ánh, một người mặc phá đạo bào cũ kỹ, lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở chiến sơn bên trên, khí thế quanh người mênh mông mà khủng bố, trong con ngươi tràn đầy tức giận ánh sáng lạnh lẽo. Ai cho lá gan của các ngươi, dám ở ta chiến điện ngang ngược. Thanh âm lạnh như băng vang vọng vòng trời, để toàn bộ chiến sơn đều theo chấn động lên. Chiến điện nhất mạch đại trưởng lão, Lưu Văn Chính đã trở về. Là đại trưởng lão đã trở về. Ha ha ha, những người xấu này, nhìn bọn họ còn dám hay không hung hăng. Thiết Ngưu bọn người là ánh mắt sáng lên, lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Lưu Văn Chính khí tức khủng bố vô cùng, đứng ở vòng trời bên trên, trên người thánh đạo khí tức mênh mông vô cùng, phảng phất cùng toàn bộ chiến sơn đều tạo thành một loại thần bí cộng hưởng, để trên người hắn bắn ra một luồng vô cùng sức mạnh to lớn. Liền ngay cả giờ khắc này đang cùng Lôi Linh Vương đại chiến chấp pháp trưởng lão Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt, cũng đều là không khỏi trong con ngươi thần mang lóe lên, ngừng lại. Được, rất tốt, Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt, lão phu không ở chiến điện bên trên, các ngươi chính là như vậy bắt nạt ta chiến điện một mạch. Các ngươi có chuyện gì, có thể hướng về phía lão phu đến, vì sao phải làm khó dễ ta chiến điện đệ tử? Các ngươi còn có muốn hay không một điểm mặt? Lưu Văn Chính trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận ngạch, nhìn chằm chằm Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt nói. Hắn vừa rồi trở lại chiến sơn, liền thấy trước mắt tình cảnh này, Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt cầm trong tay không sứt mẻ thánh bảo đang vây công Lôi Linh Vương, mà lục hồn muốn ra tay với Lăng Tiêu, nhất thời liền để trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm. Chương 1641, Lưu Văn Chính trở về. Lưu, sư thúc, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt đều cũng có chút lúng túng, vẻ mặt không dễ nhìn. Bọn họ trước liền được tin tức, Lưu Văn Chính rời đi chiến thần điện, đi một chỗ hung sát tuyệt địa bên trong, nhưng không nghĩ tới Lưu Văn Chính dĩ nhiên trở về nhanh như vậy, hơn nữa còn tận mắt thấy trước mắt tình cảnh này. Mấu chốt nhất là, Lưu Văn Chính mặc dù là chiến điện nhất mạch đại trưởng lão, nhưng bối phận nhưng so với bọn họ đều cao, đã từng càng là một vị thánh nhân lão tổ, chỉ là bởi vì bị không thể nghịch chuyển thương thế, tu vi mới rơi vào bán thánh cảnh giới. Đối mặt Lưu Văn Chính, vô luận như thế nào bọn họ đều thấp hơn một đầu. Ta làm sao trở về nhanh như vậy? Ta muốn là không về nữa, có phải hay không các người nên đem ta chiến điện phá hủy? Lưu Văn Chính hừ lạnh một tiếng nói. Lưu sư thúc, người không rõ ràng nguyên do trong này. Long Ngạo Thiên kẻ khả nghi mưu sát 4 vị đệ tử nội môn, mà nô bộc của hắn càng là lấy trộm tông môn tuyệt thế thánh pháp thần tiêu diệt thế lôi đạo. Ta làm chấp pháp trưởng lão, nhất định phải mang bọn họ đi chặt chẽ tra hỏi. Tông môn giới luật không cho cãi lời, tông môn tuyệt học không cho truyền ra ngoài, này là chức trách của ta, kính xin Lưu sư thúc không muốn ngăn cản. Hình Quân quay về Lưu Văn Chính chậm rãi nói rằng, tuy rằng miệng nói sư thúc, thế nhưng là không hề có một chút cung kính. Lưu Văn Chính sắc mặt khẽ thay đổi, bất kể là kẻ khả nghi mưu sát đệ tử nội môn, vẫn là trộm lấy tông môn tuyệt thế thánh pháp, đây đều là trọng tội, là tử tội, nếu quả thật giống Hình Quân nói như vậy, cái kia cách làm của hắn vẫn đúng là không có sai. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Lưu Văn Chính vẫn là lạnh lùng nói, kẻ khả nghi mưu sát đệ tử nội môn, trộm lấy tông môn tuyệt thế thánh pháp thần tiêu diệt thế lôi đạo, ngươi có chứng cứ sao? Xử trí ta chiến điện đệ tử chân truyền, các ngươi nhưng không báo cho với ta, có phải là ta lão già này đã không bị các ngươi để ở trong mắt? Không có lệnh của ta, coi như là chiến thần đại nhân tự thân tới, cũng tuyệt đối không thể mang đi ta chiến điện đệ tử. Lưu Văn Chính thanh âm quả quyết mà cương nghị, không có mảy may do dự. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng ấm áp, Lưu Văn Chính cũng không biết chuyện đã xảy ra, đốt vẫn cứ không chút do dự đứng ở hắn này một bên, để trong lòng hắn rất là cảm kích. Lăng Tiêu hướng về Lưu Văn Chính chắp tay thi lễ nói, đại trưởng lão, đệ tử cũng không có mưu sát cái kia 4 vị đệ tử nội môn, những thứ này đều là đường giao cùng chấp pháp điện suy đoán, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán cùng hoài nghi liền muốn mang đi đệ tử tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng chiến điện không thể nhục. Đệ tử tự nhiên không thể với bọn hắn đi. Cho tới nô bộc của ta trộm cướp tông môn tuyệt thế thánh pháp, càng là lời nói vô căn cứ. Nô bộc của ta tên là Lôi Linh Vương, hắn lấy được thần tiêu diệt thế lôi đạo, chính là truyền từ ở thượng cổ thần tiêu thánh nhân, cùng tông môn thần tiêu diệt thế lôi đạo có khác biệt rất lớn. Nhưng chấp pháp trưởng lão cùng lôi phó điện chủ,
nhưng căn bản không nghe đệ tử vặn lại, cố ý muốn dẫn đi đệ tử nô bộc cùng đệ tử. Lăng Tiêu đem chuyện đã xảy ra nói với Lưu Văn Chính qua một lần. Thượng cổ thần Tiêu Thánh Nhân, chúng ta tông môn tuyệt thế thánh pháp thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo, xác thực truyền tự thượng cổ, thần Tiêu Thánh Nhân ta cũng đã từng nghe nói, hắn xác thực cũng có thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo này một thánh pháp. Lưu Văn Chính mắt sáng lên, gật đầu một cái nói. Hắn trong lòng cũng là thán phục, không nghĩ tới người tiểu sư đệ này Long Ngạo Thiên dĩ nhiên có lớn như vậy tạo hóa, ở thần ma không gian bên trong lại có thể hàng phục một vị cửu chuyển bán thánh Lôi Linh Vương, để hắn trong lòng cũng là khá là cao hứng. Tuy rằng đối với Lăng Tiêu ở thần ma không gian trong trải qua rất tò mò, nhưng Lưu Văn Chính cũng biết hiện tại cũng không phải là cẩn thận hỏi thăm thời điểm, chỉ là tạm thời đem nghi vấn đặt ở trong lòng. Chuyện cười, mọi người đều biết, thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo chính là ta Chiến Thần Điện tuyệt thế thánh pháp. Ta vừa rồi giao thủ với hắn thời điểm, đã nhìn ra rồi, hắn tu luyện chính là chúng ta Chiến Thần Điện thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo. Cho tới truyền từ thần Tiêu Thánh Nhân các loại, e sợ đều là ngươi mượn miệng đi. Lôi Thiên Tuyệt lãnh đạm nói rằng, Lôi Linh Vương nguyên bản bị Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt vây công, trong lòng cũng là hết sức uất ức cùng căm tức, giờ khắc này nghe được Lôi Thiên Tuyệt phía sau, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, thần Tiêu Thánh Nhân chính là chín đế thời đại nhân vật tuyệt thế. Các ngươi không biết vậy là các ngươi vô tri, nói vậy Chiến Thần Điện Thánh Nhân cần phải đều biết việc này. Ta tu luyện thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo truyền từ thần Tiêu Thánh Nhân, có thể không phải là của các ngươi cái kia chút bản thiếu có thể so sánh. Làm càn, Hình Quân cũng là ánh mắt phát lạnh nói. Hắn ra tự Lôi Điện, tu luyện cũng là thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo, tự nhiên đối với thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo hết sức tôn sùng, không cho bất luận người nào làm thấp đi cùng xem thường. Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt. Long Ngạo Thiên nô bộc Lôi Linh Vương có hay không trộm lấy tông môn tuyệt thế thánh pháp, ta nói không tính, các ngươi nói rồi cũng không toán, ta biết tấu mời Chiến Thần Đại Nhân đến phán đoán. Ở sự tình không có biết rõ trước, ai cũng không ở ta Chiến Điện ngang ngược, hiện tại mời các ngươi ly khai đi, Chiến Điện không hoan nghênh các ngươi. Lưu Văn Chính nhìn chằm chằm Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Cái này không thể được, vạn nhất người này trốn nên làm gì, sự tình quan ta Lôi Điện tuyệt thế thánh pháp. Cái này Lôi Linh Vương cùng Lăng Tiêu nhất định phải từ ta Lôi Điện cùng chấp pháp điện cộng đồng trông giữ, vẫn đợi đến phán đoán ra chân tướng của chuyện mới có thể thả bọn họ. Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng nói ra, một chút cũng không muốn để. Không sai, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Hình Quân cũng là không nhường chút nào nói rằng, Lưu Văn Chính mặc dù là sư thúc của bọn họ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ đã là cành gãy lá úa, bị không thể nghịch chuyển thương thế, đời này lại không có khả năng đột phá đến thánh đạo cảnh giới. Mà bọn họ lại có vô hạn quang minh tương lai, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không có đem Lưu Văn Chính để ở trong mắt. Làm sao, các ngươi là muốn đối với lão phu động thủ hay sao? Ta đã nói rồi, ai cũng không thể mang đi Long Ngạo Thiên cùng Lôi Linh Vương, coi như là Thiên Vương lão tử cũng không được. Lưu Văn Chính trong ánh mắt phong mang lóe lên, quanh thân tản ra một luồng vô hình uy nghiêm cùng thô bạo. Lưu Sư Thúc, ngài mặc dù là trưởng bối, thế nhưng sự tình liên quan ta Chiến Thần Điện tuyệt thế thánh pháp. Việc này nhất định phải điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột, mong rằng Lưu Sư Thúc không muốn ngăn cản. Nếu không thì, chúng ta cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút Lưu Sư Thúc cao chiêu. Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt nhìn nhau, đều là chậm rãi nói rằng. Ầm ầm ầm, trên người bọn họ thánh đạo khí tức tràn ngập ra, Lôi Kiếp Tiên cùng Tử Tiêu Xích càng là phóng ra hào quang óng ánh. Hai người đứng ở Lưu Văn Chính trước mặt, khí tức kinh khủng bốc lên, đem Lưu Văn Chính, Long Ngạo Thiên cùng Chiến Điện tất cả mọi người khóa chặt lên. Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lưu Văn Chính phân biệt đại diện cho chấp pháp điện, Lôi Điện cùng Chiến Điện, trong ngày thường tuy rằng các mạch trong đó có xung đột, nhưng cao tầng vẫn còn đều giữ vững mặt ngoài hòa khí, chẳng lẽ hôm nay liền muốn bạo phát một hồi tuyệt thế đại chiến sao? Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt chống lại Lưu Văn Chính, để tất cả mọi người là mơ hồ cảm giác được, xảy ra đại sự. Lưu Văn Chính tuy rằng đã từng là thánh nhân, nhưng bây giờ rơi vào bán thánh cảnh giới. Mà Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt đều là cửu chuyển bán thánh cường giả tối đỉnh, trong tay càng là có thêm cường đại thánh bảo, bọn họ không cho là Lưu Văn Chính sẽ là Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt đối thủ. E sợ quay đầu lại, Lưu Văn Chính rất có thể sẽ tự rước lấy nhục. Chương 1642, Chiến Thần giáng lâm. Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt vô cùng cứng rắn, coi như là Lưu Văn Chính xuất hiện, bọn họ cũng quyết tâm muốn dẫn đi Lôi Linh Vương cùng Lăng Tiêu. Trong này tự nhiên có hoài nghi Lôi Linh Vương trên người thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo nguyên nhân. Nhưng là trọng yếu hơn vẫn là lục hồn truyền âm nói cho Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt một câu nói. Long Ngạo Thiên trên người có 9 khối thiên đạo hỗn độn bia. Chính là một câu nói này, nhất thời liền để Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt trong lòng sinh ra cực kỳ tham lam tâm tư, quyết tâm phải đem Lăng Tiêu cùng Lôi Linh Vương mang về chấp pháp điện, coi như là Lưu Văn Chính cũng không được.
Chỉ cần Lăng Tiêu tiến vào chấp pháp điện, đến thời điểm hắn trên người tất cả bí mật cùng bảo vật, tự nhiên đều sẽ bị Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt biết đến rõ rõ ràng ràng. Lưu Văn Chính mặc dù không biết Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt dự định, thế nhưng nhìn thấy bọn họ hùng hổ dọa người như vậy, nhất thời cũng là giận quá mà cười nói, rất tốt. Bao nhiêu năm chưa từng ra tay, nguyên lai liền các ngươi đều không đem ta lão già này để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Ầm ầm ầm, Lưu Văn Chính thanh âm, còn dường như sấm sét ở trong hư không nổ vang, ẩn chứa một luồng mênh mông mà bàng bạc thánh đạo chân ý. Toàn bộ chiến sơn cũng bắt đầu run rẩy, từng đạo ba động kỳ dị tràn ngập ra, cổ xưa thần bí, cùng Lưu Văn Chính trên người tạo thành một loại thần bí cộng hưởng, để hắn khí tức trở nên càng kinh khủng lên. Lưu Văn Chính nguyên bản cũng là cửu chuyển bán thánh tu vi, thế nhưng theo chiến sơn bên trên tràn ngập ra một cổ thần bí gợn sóng, Lưu Văn Chính khí tức chợt bắt đầu tăng vọt, trở nên sâu không lường được lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là thánh đạo cộng hưởng, ngươi làm sao có khả năng gây nên thánh đạo cộng hưởng? Lôi Thiên Tuyệt kinh hô lên nhất thanh nói, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Hình Quân sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Trước bọn họ còn tin tâm tràn đầy, hai người liên thủ, ở thêm vào lôi kiếp tiên cùng tử tiêu xích huy lực, bọn họ cho rằng coi như là Lưu Văn Chính cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng nhìn thấy trước mắt thánh đạo cộng hưởng, nhất thời để cho bọn họ sắc mặt thay đổi. Cái gì là thánh đạo cộng hưởng? Có người nghi ngờ hỏi, tuy rằng không hiểu là có ý gì, nhưng cảm giác vô hình đến thời khắc này Lưu Văn Chính khí tức hết sức khủng bố, phảng phất tiện tay liền có thể lấy chân áp tất cả, có một loại vô địch khí thế. Thánh đạo cộng hưởng vô cùng ghê gớm. Các người biết, ta chiến thần điện chín mạch phân biệt ở tại nơi này chín tòa huyền không phía trên ngọn thánh sơn, thế nhưng này chín tòa huyền không thánh sơn cũng đã tồn tại ngàn tỷ năm, mỗi một mạch không biết ra đời bao nhiêu thánh đạo cường giả, này chút thánh đạo cường giả khí tức cùng thánh đạo ấn ký đều lưu tại huyền không phía trên ngọn thánh sơn, để cho chín tòa huyền không thánh sơn trở nên cực kỳ quý giá cùng thần bí, tuy rằng không phải thánh bảo, nhưng so với bình thường thánh bảo còn kinh khủng hơn. Nói như vậy, chỉ có chín mạch chi chủ, chấp trưởng chín mạch trấn điện chí bảo mới có thể xúc động thánh đạo cộng hưởng, gây nên thánh đạo cộng hưởng phía sau, sẽ có chư thánh dấu ấn gia trì, nắm giữ cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Thực sự là không nghĩ tới Lưu Sư Thúc dĩ nhiên chiếm được chiến điện chư thánh tán thành, thật bất khả tư nghị. Một cái khuôn mặt già nua trưởng lão giải thích, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Chiến thần điện chín mạch, thánh đạo cộng hưởng rất ít xuất hiện, bởi vì thánh đạo cộng hưởng cũng sẽ tổn thất mỗi nhất mạch nguyên khí, giống như không tới sống còn thời khắc, rất ít sẽ xúc động thánh đạo cộng hưởng. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt phong mang lóe lên, thời khắc này Lưu Văn Chính khí tức vô cùng khủng bố, coi như là một vị chân chính thánh nhân xuất hiện, e sợ Lưu Văn Chính cũng có thể một trận chiến. Đây chính là gây nên thánh đạo cộng hưởng phía sau, chư thánh dấu ấn gia trì mà thu được khủng bố sức chiến đấu. Lưu Sư Thúc, người điên rồi sao? Vì chỉ là một người học trò, người dĩ nhiên xúc động thánh đạo cộng hưởng, người đây là ở hao tổn ta chiến thần điện gốc gác. Hình Quân sắc mặt khó coi nói rằng. Hắn cùng Lôi Thiên Tuyệt giờ khắc này có chút cưỡi hổ khó xuống, Lưu Văn Chính xúc động thánh đạo cộng hưởng, thực lực trở nên cực kỳ khủng bố, cho dù có lôi kiếp tiên cùng tử tiêu xích, e sợ cũng không nhất định là Lưu Văn Chính đối thủ. Nhưng nếu là liền như vậy thối lui, bọn họ cũng cảm giác được trên mặt vô quang, hơn nữa không cam lòng. Đây chính là 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, tương đương với 9 cái cường đại không thiếu sót thánh bảo. Phạm ta chiến điện người, giết, Lưu Văn Chính lạnh giọng đáp lại nói. Trong thanh âm có một luồng thiết huyết khí sát phạt, vang vọng bong bong. Đã như vậy, vậy thì để cho chúng ta đến lãnh giáo một chút thánh đạo cộng minh sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lôi Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, trong tay tử tiêu xích lưu động thần bí tử quang, từng đạo bản nguyên sấm sét lực lượng lượn lờ, để tử tiêu xích khí tức trở nên cực kỳ kinh khủng lên. Chung quanh hư không đều đang kịch liệt rung động, Lôi Thiên Tuyệt tuy rằng kiêng kỵ thánh đạo cộng minh sức mạnh, thế nhưng hắn chấp trưởng lôi điện chí bảo tử tiêu xích. Không cho là sẽ thua ở Lưu Văn Chính trong tay. Hình Quân trong tay lôi kiếp tiên, cũng là phóng ra vô lượng ánh sáng. Ba người khí tức đều là kịch liệt bốc lên, để toàn bộ chiến sơn bầu trời đều bao phủ một tầng khủng bố vô cùng thánh đạo khí tức, đan xen thần bí lĩnh vực lực lượng, phảng phất có thể đem tất cả sinh linh đều hoàn toàn cắn giết. Mọi người ở đây đều là không khỏi nín thở, cho rằng một trận đại chiến chấn động thế gian không thể tránh được thời điểm. Vù, hư không hơi rung động. Trong phút chốc quang mang rực rỡ chiếu sáng vòng trời, phảng phất có từng đạo đại đạo chi hoa từ vòng trời bên trên rơi xuống, mà trong hư không nhưng là có từng đóa màu vàng liên hoa hiện ra, lộ ra thánh khiết mà thần bí. Một cái bao phủ ở trong ánh sáng bạch y bóng người xuất hiện ở trong hư không, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng này cỗ phong hoa tuyệt đại, siêu phàm thoát tục khí tức nhưng để tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động.
thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Đây là thánh nhân khí tượng, này là người phương nào? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng mơ hồ có suy đoán lên. Mà Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lưu Văn Chính ở nhìn thấy cái này bạch y bóng người phía sau, đều là không khỏi cả người chấn động, dồn dập thu liếm khí tức, sau đó sâu sắc thi lễ một cái nói, tham kiến chiến thần đại nhân. Tham kiến chiến thần đại nhân, mọi người trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, âm thanh chỉnh tề như một, chấn động mây xanh, dồn dập hướng về bạch y bóng người hành lễ. Nguyên lai, hắn liền là chiến thần điện chiến thần chí tôn, chiến thần điện chân chính người trưởng khống. Miễn lễ, thanh âm trong trẻo vang lên, còn như ngọc châu đập xuống mâm ngọc, hết sức êm tai. Mọi người nhất thời cảm giác được một luồng tràn trề thần lực kéo tới, bất kể là thần vương cảnh đệ tử, vẫn là Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lưu Văn Chính ba người, đều là không tự chủ được đứng lên. Chuyện hôm nay, ta đã hiểu. Long Ngạo Thiên nô bộc lôi linh vương thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo, xác thực không phải truyền từ ta chiến thần điện, chấp pháp điện cùng lôi điện không cần nữa nghiên cứu. Cho tới mấy cái đệ tử nguyên nhân cái chết, trách lệnh Long Ngạo Thiên ở chiến điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, chấp pháp điện tiếp tục điều tra, nếu như kiểm chứng hung phạm, tức khắc lùng bắt, không được sai lầm. Chiến thần chậm rãi nói rằng, đa tạ chiến thần đại nhân, Lưu Văn Chính trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay thi lễ nói. Chương 1643, 10.000 đạo kiếp khí. Tôn lệnh, Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt cứ việc trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, nhưng là chiến thần đã mở miệng, bọn họ căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể tuân thủ. Lôi Linh Vương thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo không phải truyền từ chiến thần điện cũng được, nhưng là chiến thần ý tứ dĩ nhiên là không để cho bọn họ nhằm vào Lăng Tiêu, mà chỉ là để Lăng Tiêu ở chiến điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đây quả thực là thiên vị. Bọn họ tin tưởng, chiến thần đại nhân nếu là muốn kiểm chứng những người kia có phải là hay không Lăng Tiêu giết chết chính là một chuyện rất dễ dàng, nhưng cũng xử trí như vậy, trong đó thâm ý để bọn họ đều là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Chiến thần thản nhiên nói, Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt bọn người là mặt mày xám xịt rời đi chiến sơn, đông đảo đệ tử cũng đều là hướng về chiến thần thi lễ một cái phía sau, xoay người rời đi. Nếu chiến thần đại nhân tự mình ra mặt, nói rõ chuyện này đã trần ai lạc định. Mà luôn luôn không thiên lệch chiến thần đại nhân, hôm nay dĩ nhiên lộ ra thiên hướng chiến điện ý tứ, để tất cả mọi người là không khỏi tinh tế suy tư trong đó thâm ý. Lưu Sư Thúc, cái này Long Ngạo Thiên là mầm mống tốt, ngươi cẩn thận giáo dục đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến thần bình tĩnh nói. Chiến thần đại nhân yên tâm, ta nhất định cố gắng giáo dục hắn. Lưu Văn Chính khẽ mỉm cười nói. Vù, trong hư không ánh sáng chậm rãi tiêu tan, chiến thần thân ảnh biến mất ở trong hư không, chỉ là Lăng Tiêu cảm giác được, chiến thần trước lúc ly khai, dĩ nhiên liếc mắt nhìn hắn, cái kia trong khi liếc mắt phảng phất ẩn chứa cảm thán, bi thương cùng vui mừng. Nhưng cẩn thận đi thưởng thức nhưng phảng phất không có thứ gì, loại phức tạp đó tâm tình để hắn có chút khó có thể lý giải. Xảy ra chuyện gì, Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, không biết chiến thần trước lúc ly khai nhìn hắn cái nhìn kia đến cùng có như thế nào thâm ý. Theo mọi người ly khai, chiến sơn trên sự tình cũng là tấm màn rơi xuống. Lôi Linh Vương một lần nữa bay vào đến rồi Lăng Tiêu trong cơ thể, Thiên Cương, Thiết Ngưu đám người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ ung dung cùng thần sắc mừng rỡ. Mà bắt đầu từ hôm nay, chiến thần điện đông đảo đệ tử chân truyền, cũng đều là nhớ kỹ Long Ngạo Thiên danh tự này, thần vương cảnh tu vi, có thể đánh bại một đám đệ tử chấp pháp, thậm chí để lục hồn đạo cơ đều bị hủy, quả thật là một cái tuyệt thế ngoan nhân. Long Ngạo Thiên, người đi theo ta. Lưu Văn Chính quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu theo Lưu Văn Chính tiến vào chiến điện bên trong, Lưu Văn Chính đưa cho Lăng Tiêu một cái hồ lô màu đen. Đây là, kiếp khí, Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút mở ra hồ lô. Nhất thời phát hiện trong hồ lô thậm chí có vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếp khí, gộp lại có tới hơn vạn đạo. Lần này ta từ chiến thần đại nhân cái kia bên trong biết được một chỗ hung sát kiếp địa tin tức, vì lẽ đó liền đi nơi đó siêu tập kiếp khí đi. Có này 10.000 đạo kiếp khí, mới có thể để cho ngươi rất nhanh ngưng tụ ra kiếp trùng. Lưu Văn Chính chậm rãi nói rằng, sư huynh, đa tạ, bất quá, ta đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng. Lăng Tiêu trong lòng xông ra một tia ấm áp, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng nói. Quanh người hắn ánh sáng rừng rực, màu tím bất diệt kiếp trùng bốc lên, tản ra sáng chói tử hà, như một vòng màu tím thần dương, tản ra vĩnh hằng bất diệt gợn sóng. Cái gì, ngươi, cũng thật là cho ta một niềm vui bất ngờ a. Lưu Văn Chính cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ vui mừng. Trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy Lăng Tiêu cùng lục hồn một trận chiến, vì lẽ đó cũng không có phát hiện Lăng Tiêu đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, giờ khắc này đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu dĩ nhiên đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng. Để hắn vừa mừng vừa sợ. Tốc độ như thế này quá nhanh,
Dù sao, Lăng Tiêu được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa vẫn chưa tới một năm này, dĩ nhiên cũng đã thu được đầy đủ kiếp khí, đồng thời lấy kiếp khí thối thể, ngưng tụ bất diệt kiếp trùng, loại tu luyện này tốc độ coi như là ở chiến điện trong lịch sử, cũng coi là kinh thế hãi tục. Sư huynh, người bị thương. Lăng Tiêu bỗng nhiên hơi nhướng mày, hắn cảm giác được Lưu Văn Chính khí tức có chút suy yếu. Ha ha ha, không sao cả, bất quá là ở hung sát kiếp địa bên trong, gặp mấy chỗ tàn trận thôi. Người ngừng tụ ra bất diệt kiếp trùng, khống chế phiên thiên ấn liền nhiều hơn rất nhiều nắm bắt. Lưu Văn Chính không sao cả cười nói, trong lòng hết sức vui sướng. Sư huynh yên tâm, một tháng phía sau, ta nhất định sẽ hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu nói thật, trong lòng rất là cảm kích, Lưu Văn Chính chân chân thiết thiết quan tâm để trong lòng hắn rất ấm, có thể tưởng tượng này 10.000 đạo kiếp khí muốn thu góp. Lưu Văn Chính nhất định cũng là gặp nguy hiểm rất lớn, thậm chí ngay cả hắn cửu chuyển bán thánh tu vi đều bị thương. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ta xem ngươi bất diệt kiếp trùng, chí ít cũng là mấy trăm ngàn kiếp khí ngưng tụ ra chứ. Ngươi chẳng lẽ là ở thần ma không gian bên trong tìm được cái gì hung sát tuyệt địa sao? Còn có cái kia Lôi Linh Vương là ai? Lưu Văn Chính có chút hiếu kỳ hỏi. Sư huynh nói không sai. Lần này ở thần ma không gian bên trong, ta xác thực chiếm được cơ duyên không nhỏ. Lúc này mới một lần siêu tập đầy đủ kiếp khí rèn luyện thân thể, đồng thời ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, đưa hắn ở thần ma không gian trong trải qua nói không giữ lại chút nào qua một lần, bao quát chém giết Tiết Hoa, Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Trấn cùng Vi Hưng năm người, liền ngay cả Hoàng Vô Cực bị Lăng Tiêu giết chết, đồng thời giá họa cho chiến thiên hành sự tình cũng nói ra. Lăng Tiêu ở thần ma không gian trong trải qua, nghe được Lưu Văn Chính cũng là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất kể là loạn ma lĩnh, Thần Tiêu Cốc vẫn là Hồng Liên Cốc, trong này hung hiểm e sợ một cái sơ sẩy, liền muốn hoàn toàn chôn thây ở trong đó. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể bình yên vô sự đến, đồng thời chiếm được rất lớn cơ duyên. Tiết Hoa cùng Vương Xuyên đám người lại dám đối phó ngươi. Đó là bọn họ chết chưa hết tội, ngươi không cần lo lắng, chuyện của bọn họ ta thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Nhưng Hoàng Vô Cực bị ngươi giết, cái này ngược lại cũng đúng phiền toái. Lưu Văn Chính đầu lông mày hơi nhíu lại. Hoàng Vô Cực ở cửu trọng đế khuyết bên trong là thân phận gì? Trên người hắn có thánh đạo kết giới, phía sau chí ít hẳn có một vị thánh nhân tọa chấn chứ? Lăng Tiêu hỏi, Lưu Văn Chính nói rằng, cửu trọng đế khuyết cái này bất hủ thánh địa, nói vậy ngươi cũng hiểu qua, chính là chiếm được thượng cổ thiên đình truyền thừa, trong đó tôn quý nhất hai cái dòng họ chính là Hoàng cùng đế, cửu trọng đế khuyết đế chủ trên căn bản đều là do Hoàng tộc cùng đế tộc luân phiên đảm nhiệm, thế hệ này đế chủ chính là đế tộc người, bất quá Hoàng tộc gốc gác cũng là vô cùng thâm hậu. Mà Hoàng Vô Cực chính là người hoàng tộc, càng là một vị thánh cảnh thái thượng trưởng lão cháu ruột. Hoàng tộc cùng đế tộc, cũng thật là khẩu khí thật là lớn. Này Hoàng Vô Cực lai lịch lớn như vậy, xem ra đúng là một chuyện phiền toái. Hơn nữa ta hôm nay bại lộ Lôi Linh Vương, nói vậy chiến thiên hành cũng không phải người ngu, đến thời điểm nếu như cửu trọng đế khuyết người tìm tới chiến thiên hành nhất định có thể suy đoán ra, giết Hoàng Vô Cực người chính là ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới cái này Hoàng Vô Cực dĩ nhiên lai lịch lớn như vậy, cửu trọng đế khuyết hai đại gia tộc một trong, một vị thánh cảnh thái thượng trưởng lão cháu ruột, nếu là bị vị kia thái thượng trưởng lão biết được, thế tất không biết giảng hòa. Chương 1644, phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký. Ngươi nói không sai, nếu như là những thứ khác bất hủ thánh địa cũng cho qua, nhưng một mực cửu trọng đế khuyết là minh hữu của chúng ta, nếu quả như thật thẩm tra là ngươi giết Hoàng Vô Cực, tông môn chỉ sợ sẽ không vì ngươi mà đắc tội cửu trọng đế khuyết. Đương nhiên, một cái đệ tử chân truyền còn chưa đủ tư cách, nếu như chiến điện chi chủ, tông môn không có khả năng đem ngươi giao ra. Lưu Văn Chính nói thật, Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, chiến điện chi chủ sao? Xem ra ta không có lựa chọn nào khác, một tháng phía sau, ta nhất định phải khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu minh bạch Lưu Văn Chính ý tứ, một cái đệ tử chân truyền còn không đáng được chiến thần điện liều lĩnh đắc tội đồng minh nguy hiểm bảo vệ hắn, bởi vì phân lượng không đủ, nhưng chiến điện chi chủ phân lượng cũng đối với đủ rồi. Đặc biệt là phiên thiên ấn có thể nói là chiến thần điện chín mạch đệ nhất chí bảo, nếu như Lăng Tiêu có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, đến thời điểm hắn chính là không nghi ngờ chút nào chiến điện chi chủ, địa vị vẫn còn ở Lôi Thiên Tuyệt, hình quân bên trên, có thể so với thái thượng trưởng lão, chỉ là hơi thấp ở chiến thần đại nhân thôi. Không sai, cái này cũng là có lực nhất phá cuộc biện pháp, tiểu sư đệ, người đã ngưng tụ bất diệt kiếp trùng, ta hiện tại liền đem phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký cho ngươi. Lưu Văn Chính trịnh trọng nói. Bù. Trong lòng bàn tay của hắn hào quang óng ánh hiện ra, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa, nhất thời chiến điện bên trong như là nào đó loại trận pháp bị thúc dục, chiến điện bắt đầu hơi chấn động lên, ở chiến điện trung ương, xuất hiện một cái dẫn tới dưới đất đường nối. Đi theo ta,
Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Văn Chính mang theo Lăng Tiêu tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất, bắt đầu hướng về phía dưới đi đến. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu ở trong đường hầm, có thể cảm giác được một luồng cổ xưa cuồng bạo khí tức ở rung động dữ dội, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng, ở nguồn sức mạnh kia trước mặt, phảng phất liền ngay cả cửu chuyển bán thánh đều có thể bị dễ dàng xé thành phấn vụn. Thông đạo dưới lòng đất, vẫn dẫn tới trong lòng núi. Sư huynh, chúng ta không sẽ là đi phiên thiên ấn nơi đó chứ? Lăng Tiêu hỏi, không sai, hiện tại phiên thiên ấn sức mạnh tuy rằng như cũ rất cuồng bạo, nhưng cũng lắng lại rất nhiều, ta đang dễ dàng mang ngươi khoảng cách xa quan sát một chút phiên thiên ấn, sau đó ở phiên thiên ấn phụ cận được truyền thừa ấn ký, sớm một chút thể ngộ phiên thiên ấn sức mạnh, đối với ngươi một cái tháng phía sau chân chính đi khống chế phiên thiên ấn, có chỗ tốt cực lớn. Lưu Văn Chính khẽ mỉm cười nói, như vậy cũng coi là cho Lăng Tiêu thương lượng cửa sau. Những người khác tự nhiên là không có cơ hội này. Được rồi, ta cũng thật muốn mở mang kiến thức một chút được xưng chiến thần điện chín mạch đệ nhất chí bảo. Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ nói rằng, chiến thần điện căn bản báu vật, tự nhiên chính là cực đạo đế binh chiến thiên ấn, một khi thức tỉnh phía sau, uy lực của nó khủng bố vô cùng, có thể so với một vị tuyệt thế đại đế, cũng là trấn áp chiến thần điện khí vận báu vật. Không chút khách khí nói, chính là bởi vì có chiến thiên ấn, chiến thần điện mới có thể vẫn đứng hàng 12 đại bất hủ thánh địa. Mà phiên thiên ấn, truyền thuyết là chiến thiên ấn hàng nhái, nắm giữ một tia cực đạo oai, chính là cực phẩm thánh bảo, vượt xa cái khác các mạch chấn điện chí bảo. Lăng Tiêu cũng là đối với phiên thiên ấn tràn ngập tò mò. Rất nhanh, Lưu Văn Chính liền mang theo Lăng Tiêu đi qua thật dài thông đạo dưới lòng đất, đi tới một chỗ to lớn bên trong hang núi. Ầm ầm ầm, ở đây ánh sáng óng ánh, ở Lăng Tiêu trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông biển rộng, vô tận thần quang bốc lên, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, khí thế bàng bạc mà khủng bố. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, trước mắt mảnh này biển rộng cũng không phải là chân thật biển rộng, mà là đại đạo pháp tắc biến thành, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo sức mạnh hủy diệt, phảng phất có thể đem tất cả hóa thành bột mịn. Ở đại trên biển, nổi lơ lửng một tòa vạn trượng thần sơn, xem ra đen thui, không có chút đáng chú ý nào. Ở đây chẳng lẽ là một chỗ tiểu thế giới? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, hắn có thể đủ cảm giác được bốn phía hỗn loạn lực lượng không gian, rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là ở chiến sơn trong lòng núi. Vẫn là đã đến những chỗ khác. Nơi này còn là chiến sơn lòng núi, bất quá nhưng là phiên thiên ấn lĩnh vực bên trong thế giới, phiên thiên ấn vì là cực phẩm thánh bảo, tự thành không gian lĩnh vực. Trước mắt người thấy mảnh này vô tận biển rộng, chính là phiên thiên ấn tiết lộ ra ngoài thánh đạo khí tức. Lưu Văn Chính khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, chỉ là tiết lộ ra ngoài thánh đạo khí tức dĩ nhiên đều như vậy khủng bố, Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Coi như là Lưu Văn Chính nhảy vào đến trước mắt trong biển rộng, e sợ đều sẽ nháy mắt hồn phi phách tán. Chẳng lẽ, tòa kia thần sơn chính là phiên thiên ấn? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm trong biển rộng tòa kia vạn trượng thần sơn nói rằng. Tòa kia vạn trượng thần sơn mặc dù coi như không đáng chú ý, nhưng cũng có một loại bất hủ bất diệt khí tức, phảng phất là định hải thần châm giống như vậy, bay lơ lửng ở nơi đó, định trụ phía thế giới này, tạo ra tứ cực thiên khung. Không sai. Đó chính là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn nặng đến ngàn tỷ quân, chính là ta chiến thần điện đời đầu chiến thần, thu thập ngàn tỷ ngôi sao, lấy một phương tàn phá thế giới làm căn cơ, trải qua trăm vạn năm luyện chế, mới luyện chế thành công một cái cực phẩm thánh bảo, có quỷ thần khó lường uy năng. Truyền thuyết có thể khống chế phiên thiên ấn, thì có một tia cơ hội câu thông chiến thiên ấn. Lưu Văn Chính gật đầu một cái nói, trong ánh mắt có một tia cuồng nhiệt. Trước mắt phiên thiên ấn đã yên lặng trăm vạn năm. Nó đã từng chứng kiến chiến điện vinh quang cùng mạnh mẽ, đại biểu chiến điện nhất mạch kiêu ngạo, bây giờ nhưng ngủ say ở mảnh này trong biển rộng, lẳng lặng cùng đợi chủ nhân của nó giáng lâm. Ta sẽ là chủ nhân của nó. Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra hào tình vạn trượng, có một loại nhất định phải được tự tin. Ầm ầm ầm, Lưu Văn Chính song trưởng kết ấn, từng đạo ký hiệu thần bí bay vút lên, ánh sáng óng ánh lóa mắt, hướng về xa xa trong biển rộng bay đi, ẩn chứa một loại cổ lão thần bí gợn sóng. Trong phút chốc, biển rộng bắt đầu kịch liệt bay lên, vô tận thần quang dâng trào mà lên, từng đạo thần uy tràn ngập tứ phương, để Lăng Tiêu đều cảm giác được cả người chấn động. Vèo, một đoàn hào quang màu đen nháy mắt liền từ trong biển rộng bay ra, sau đó rơi vào Lưu Văn Chính trong lòng bàn tay. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở đằng kia đoàn hào quang màu đen bên trong bao vây lấy một tấm hắc sắc tiểu ấn, xem ra có chút hư huyễn, phảng phất là vô số màu đen đường nét đan dệt mà thành, tản ra cổ xưa bất hủ gợn sóng. Đây chính là phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký, người mau chóng lấy nguyên thần tướng luyện hóa. Lưu Văn Chính trân trọng nói, sau đó đoàn kia hào quang màu đen liền hướng về Lăng Tiêu bay tới. Lăng Tiêu mi tâm phát sáng,
trực tiếp đem đoàn kia hào quang màu đen hút vào đến rồi nguyên thần trong óc, sau đó cái kia một tấm hắc sắc tiểu ấn nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần, sau đó ầm ầm nổ tung. Ầm ầm, giống như là khai thiên tích địa như thế, vô tận thần quang nổ ra, óng ánh lóa mắt, sương mù hỗn độn tràn ngập, ở Lăng Tiêu xuất hiện trước mặt một phương cổ xưa màu đen đại ấn, phía kia đại ấn trôi nổi ở trong hỗn độn, bốn phía có vô tận thế giới sinh diệt cảnh tượng hiện ra. Đây chính là phiên thiên ấn, bá đạo, trấn áp, phá diệt, cầm cố, đại đạo, bản nguyên. Các loại thần bí chân ý tất cả đều dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Dòm ngó băng sơn một góc mà gặp toàn cảnh, Lăng Tiêu thông qua này đạo phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký, rốt cục thân thể ngộ được phiên thiên ấn cái kia loại trí cường lực lượng. Chương 1645, gió sắp nổi lên. Lôi điện, thiên hành phong, người xác định Long Ngạo Thiên cái kia cửu chuyển bán thánh nô bộc chính là Lôi Linh Vương. Chiến Thiên Hành nhìn chằm chằm phía dưới đường giao cùng Lục Hồn hỏi, trong ánh mắt có một dòng sát ý lạnh lẽo. Trước ở Thần Tiêu Cốc bên trong, bởi vì Lăng Tiêu nguyên nhân, Chiến Thiên Hành cùng Lôi Linh Vương đại chiến một hồi, lúc đó Lăng Tiêu còn dùng tên giả vì là Lôi Điện đệ tử Hồ Thanh, nhưng cuối cùng nhưng đánh ngựa ông đắc lợi chủ ý, thả ra Lôi Linh Vương, để Chiến Thiên Hành trọng thương trở ra, không thể không trốn ra Thần Tiêu Cung. Chiến Thiên Hành trở lại Chiến Thần Điện phía sau, đi qua kiểm chứng phát hiện Lôi Điện căn bản không có Hồ Thanh cái này người. Cái kia Hồ Thanh rất có thể chính là Long Ngạo Thiên, giờ khắc này Long Ngạo Thiên dưới tay lại có một cái cửu chuyển bán thánh nô bộc, cũng triệt để xác nhận cái kia Hồ Thanh chính là Long Ngạo Thiên. Ở Long Ngạo Thiên trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, bây giờ thậm chí ngay cả Lôi Linh Vương đều được Long Ngạo Thiên nô bộc, Thần Tiêu Thánh Nhân truyền thừa e sợ cũng rơi vào Long Ngạo Thiên trong tay, Chiến Thiên Hành đối với Lăng Tiêu cũng là hận tới cực điểm. Chiến sư huynh, cái kia cửu chuyển bán thánh nô bộc xác thực chính là Lôi Linh Vương, hơn nữa còn thi triển Thần Tiêu Diệt Thế Lôi Đạo. Hắn chính miệng nói đó là Thần Tiêu Thánh Nhân truyền thừa. Không nghĩ tới cái này Long Ngạo Thiên cũng thật là thật lớn tạo hóa, thậm chí ngay cả Chiến Thần Đại Nhân đều ra mặt che chở hắn. Đường Giao sắc mặt vô cùng khó coi, có chút không cam lòng nói rằng. Các ngươi vậy thì nghĩ lầm rồi. Chiến Thần Đại Nhân không phải che chở hắn, chỉ là không muốn chấp pháp điện, lôi điện cùng chiến điện trong đó nổi lên va chạm thôi. Cái này Long Ngạo Thiên xác thực đáng chết. Chiến Thiên Hành lãnh đạm nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến thiếu, Long Ngạo Thiên tội đáng muôn chết, hắn ngưng tụ bất diệt kiếp trùng, khẳng định liền là muốn tranh với người đoạt phiên thiên ấn nắm quyền trong tay, không thể khinh thường a. Lục Hồn cũng là liền vội vàng nói, phiên thiên ấn là của ta, ai cũng cướp không đi. Mà tha cho hắn sống thêm một tháng sau ta chấp trưởng phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ, đến thời điểm chính là Long Ngạo Thiên giờ chết. Chiến Thiên Hành lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt có một dòng sát ý lạnh lẽo. Cửu chuyển bán thánh Lôi Linh Vương là mạnh, nhưng hắn nếu như có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, chỉ là Lôi Linh Vương cũng bất quá là trở bàn tay có thể diệt, hơn nữa thân là chiến điện chi chủ, đến thời điểm xử trí một cái nho nhỏ Long Ngạo Thiên, tự nhiên cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Cửu trọng đế khuyết, một tòa sương mù hỗn độn tràn ngập dưới ngọn núi, suối chảy thác tuôn, kỳ hoa dị thảo, như tiên cảnh. Một người mặc áo bào tím người trung niên cung cung kính đứng tại thác nước trước mặt. Lão tổ, ta đã tra ra được. Sát hại hoàng vô cực hung thủ, chính là Chiến Thần Điện đệ tử. Hẳn là Lôi Điện Chiến Thiên Hành, hoàng vô cực chết ở Thần Tiêu Cốc bên trong, mà trước khi chết lưu lại khí tức, chứng minh cùng hắn phát sinh tranh đấu chính là Chiến Thiên Hành. Hơn nữa còn có một cái càng chuyện kỳ quái, quỷ ma tộc Hồng Liên Cốc bị người tận diệt, mà người xuất thủ tự xưng là hoàng vô cực, nhưng cũng chỉ có thần vương cảnh tu vi, hơn nữa còn có một vị cửu chuyển bán thánh dưới tay, vì lẽ đó quỷ ma tộc mới có thể đối với ta cửu trọng đế khuyết điên cuồng trả thù. Nhưng này Chiến Thiên Hành rõ ràng là lục chuyển bán thánh tu vi, việc này khá là quái lạ, ta cũng có chút nghĩ không rõ lắm. Áo bào tím người trung niên chậm rãi nói rằng, Chiến Thiên Hành, tự xưng hoàng vô cực người sao? Người có thể hay không nhận ra cái kia tự xưng hoàng vô cực người? Trong thác nước, một đạo lạnh lẽo mà thanh âm già nua truyền ra. Lão tổ yên tâm, lần này đế chủ đại nhân tự mình ra tay, không chỉ diệt vị này quỷ ma tộc thánh nhân phân thân, hơn nữa còn sanh cầm một vị cửu chuyển bán thánh quỷ ma tộc cường giả. Đế chủ đại nhân đã đem giao cho ta xử lý, cái này quỷ ma tộc cửu chuyển bán thánh tên là Quỷ Lệ, hắn cùng cái kia tự xưng hoàng vô cực người từng giao thủ, nhất định có thể nhận ra. Áo bào tím người trung niên tự tin nói rằng, rất tốt, một tháng phía sau, bản tọa xuất quan, giá lâm Chiến Thần Điện, là ai giết hoàng vô cực, liền để hắn để mạng lại trả lại đi. Cái kia một giọng già nua mờ ảo cực kỳ, nhưng cũng ẩn chứa một luồng nóng rực sát ý. Là, áo bào tím người trung niên trong lòng dùng mình, vội vã cúi đầu nói. Chiến sơn trong lòng núi, Lăng Tiêu ở trong đó đã ngồi xếp bằng 9 ngày 9 đêm. Ở hắn trong óc,
cái kia một đạo phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký, ẩn chứa phiên thiên ấn cuồn cuộn ngất trời thần uy, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể từ trong đó cảm giác được một tia vượt xa thánh đạo khí tức, phảng phất coi như là một vị thánh nhân, ở đằng kia một tia khí tức trước mặt cũng có thể bị dễ dàng xé thành phấn vụn. Đây chính là cực đạo đế uy sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ chấn động vẻ. Thánh nhân nắm giữ bản nguyên của đại đạo, ngôn xuất pháp tùy, hơi một tí có hủy thiên diệt địa uy năng, có thể đem thánh nhân đều dễ dàng xé thành phấn vụn, cũng chỉ có trong truyền thuyết cực đạo đế uy, đó là đại đế sức mạnh. Phiên thiên ấn truyền thuyết mặc dù là chiến thiên ấn hàng nhái, nhưng cũng dung hợp chiến thiên ấn một tia cực đạo đế uy, để cho nắm giữ các loại thần bí khó lường uy năng. Hơn nữa, Lăng Tiêu chiếm được phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký phía sau, phát hiện phiên thiên ấn cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp trong đó, thậm chí có kỳ dị nào đó liên hệ, nhiều lần có thể nuốt chửng vô tận kiếp khí, khủng bố vô cùng. Không trách Lưu Văn Chính nói cho Lăng Tiêu, ngưng tụ bất diệt kiếp trùng phía sau, mới có thể có lớn hơn nắm bắt đi câu thông cùng khống chế phiên thiên ấn. Bởi vì phiên thiên ấn bên trong, phảng phất ẩn chứa kiếp khí bản nguyên, Lăng Tiêu bất diệt kiếp trùng càng có khả năng cảm giác được cái kia cỗ bản nguyên sức mạnh, lấy bất diệt kiếp trùng làm môi giới, có thể cùng phiên thiên ấn tiến hành câu thông. Chỉ là, bây giờ phiên thiên ấn xung quanh phun ra nuốt vào năng lượng đất trời, tạo thành một luồng mênh mông cơn bão năng lượng, Lăng Tiêu cũng không cách nào tiếp cận phiên thiên ấn, chỉ có thể dựa vào đạo này dấu ấn, cảm ngộ ra phiên thiên ấn một tia sức mạnh. Xem ra ngươi đã đem phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký luyện hóa, có nắm chắc không? Lưu Văn Chính một mực vì là Lăng Tiêu hộ pháp, giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Sư huynh yên tâm, ta chắc chắn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt có một tia nóng rực phong mang, nhìn phía xa vô tận trong biển rộng tòa kia vạn trượng thần sơn, đó chính là phiên thiên ấn bản thể. Bây giờ bốn phía cơn bão năng lượng đã yếu rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn ra phiên thiên ấn toàn cảnh. Đó là một tấm hắc sắc to lớn cổ ấn, tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng, ở vô tận thần quang trong gió lốc chìm nổi, tứ phương hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Ha ha ha, rất tốt, chúng ta đi thôi, Lưu Văn Chính vui sướng cười một tiếng nói, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ chờ mong. Hắn chờ đợi này một ngày, đã đợi trăm vạn năm. Bây giờ chiến điện tuy rằng suy nhược, nhưng chỉ cần phiên thiên ấn ở, chiến điện liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, mà chỉ cần Lăng Tiêu có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ. Có thể tưởng tượng chiến điện tái hiện huy hoàng của năm đó, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tiêu cùng Lưu Văn Chính rời đi chiến sơn lòng núi, chiến điện lại bị phong ấn lên, chỉ chờ đón lấy phiên thiên ấn năng lượng chung quanh bão táp triệt để lắng lại, bọn họ liền có thể lấy lựa chọn đi câu thông phiên thiên ấn, thử nghiệm khống chế phiên thiên ấn. Chương 1646, chín đại người truyền thừa. Mười thời gian mấy ngày, Lăng Tiêu đem Lưu Văn Chính cho hắn hơn vạn đạo kiếp khí tất cả đều luyện hóa, dung nhập vào bất diệt kiếp trùng bên trong. Để hắn bất diệt kiếp trùng cũng biến thành càng ngày càng huyền diệu cùng lớn mạnh. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chiến sơn bên trên, cái kia cỗ nuốt chửng sức mạnh đất trời khí tức cũng từ từ suy yếu đi, điều này đại biểu phiên thiên ấn năng lượng chung quanh bão táp sắp lắng lại. Mà mấy ngày nay, cái khác mấy mạch ánh mắt cũng đều là rơi vào chiến sơn bên trên, tràn ngập tò mò, kích động thậm chí chờ mong. Bởi vì tất cả mọi người mơ hồ có dự cảm, e sợ lần này, phiên thiên ấn chủ nhân liền muốn ra đời. Trong này hy vọng lớn nhất tự nhiên chính là chiến thiên hành. Chiến thiên hành nắm giữ chiến tộc huyết mạch, hơn nữa đồng tu thần tiêu diệt thế lôi đạo cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp, đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, thậm chí hắn tu vi áp chế ở lục chuyển bán thánh cảnh giới, cũng là bởi vì hắn muốn chấp trưởng phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ. Chiến sơn trở nên náo nhiệt, phiên thiên ấn năng lượng chung quanh bão táp vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, cái kia chút thu được phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký đệ tử, cũng đã toàn bộ đi tới chiến sơn bên trên. Cũng có rất nhiều cái khác các mạch đệ tử đến đây xem lễ. Lần này phiên thiên ấn truyền thừa, có thể nói là hấp dẫn toàn bộ chiến thần điện hết thảy trưởng lão, đệ tử ánh mắt, chính là chiến thần điện một đại thịnh sự. Ầm ầm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm toàn bộ chiến sơn truyền đến một đạo nổ vang thời điểm, trong phút chốc phóng ra hào quang óng ánh, một luồng cổ xưa minh mông khí tức từ chiến sơn bên trong tản ra, để tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động. Phiên thiên ấn xuất thế. Điều này đại biểu, phiên thiên ấn năng lượng chung quanh bão táp đã hoàn toàn thở bình thường, có thể bắt đầu thử nghiệm khống chế phiên thiên ấn. Vèo, làm Lăng Tiêu từ trong động phủ lúc đi ra, liền thấy chiến điện trước, đứng cạnh tám đạo khí tức cường đại bóng người, tất cả đều là bán thánh tu vi, trong đó cảnh long cùng cảnh hổ tự nhiên đều ở trong đó, cường đại nhất chính là chiến thiên hành, lục chuyển bán thánh đỉnh cao tu vi. Cảnh long cùng cảnh hổ nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Mà chiến thiên hành một thân chiến y màu tím, khí vũ hiên ngang, đứng ở trong mọi người,
phảng phất là thiên địa trung tâm, tản ra cường đại siêu nhiên khí tức gợn sóng, chung quanh cái kia bảy bóng người, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều có vẻ kính sợ. Cái kia bảy đại người truyền thừa cũng đều biết, e sợ lần này bọn họ đều chỉ là làm nền, mà nhất có hy vọng chấp trưởng phiên thiên ấn, chính là vị này Chiến Thiên Hành sư huynh. Chiến Thiên Hành nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất chút nào đều không có nguyên nhân vì là Lăng Tiêu dùng tên giả vì là Hồ Thanh lừa dối hắn mà phát động phẫn nộ. Tuy rằng Chiến Thiên Hành giấu rất kỹ, nhưng Lăng Tiêu nhưng vẫn là bén nhạy đã nhận ra Chiến Thiên Hành trong lòng cái kia một tia sát ý. Muốn giết ta sao? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Lăng Tiêu biết Chiến Thiên Hành chỉ sợ là nhận ra hắn, cũng nghe nói Lôi Linh Vương sự tình, tự nhiên cũng là cực kỳ căm tức. Bất quá Lăng Tiêu cùng Chiến Thiên Hành đều là muốn tranh cướp phiên thiên ấn nắm quyền trong tay, chỉ cần có thể khống chế phiên thiên ấn, Chiến Thiên Hành căn bản không tính là gì. Ngoại trừ 9 đại người truyền thừa ở ngoài, Chiến Thần Điện 9 mạch các vị phó điện chủ, trưởng lão cùng đệ tử cũng đều đến xem lễ, đặc biệt là Lôi Điện Lôi Thiên Tuyệt, càng là trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. 9 đại người truyền thừa bên trong, e sợ 8 người khác đều chỉ là làm nền, lần này Chiến Thiên Hành có rất lớn hy vọng có thể khống chế phiên thiên ấn. Có người nhìn Lăng Tiêu cùng Chiến Thiên Hành đám người, chậm rãi nói rằng, không sai, dù sao Chiến Thiên Hành ưu thế quá lớn, bất kể là huyết mạch, thiên phú vẫn là tu vi, đều không ai có thể so với hắn. Bất quá cái kia Long Ngạo Thiên cũng không bình thường, các người nghe nói không? Hắn được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa bất quá một năm này, dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng. Cái gì, một năm liền ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, người này thiên phú quả nhiên khủng bố. Bất quá tu vi của hắn vẫn là quá thấp, hơn nữa Chiến Thiên Hành có chiến tộc huyết mạch, ưu thế này quá lớn. Mọi người nhìn chằm chằm 9 đại người truyền thừa nghị luận, đều đang suy đoán lần này truyền thừa kết quả, bất quá hầu như tất cả mọi người là xem trọng Chiến Thiên Hành. Ầm ầm, Lưu Văn Chính thân ảnh xuất hiện ở chiến điện bên trên, khí thế quanh người thần bí mênh mông, hai tay hắn kết ấn, hào quang óng ánh từ chiến điện bên trong bộc phát ra, vô cùng thần bí, một đạo thần bí đường nối xuất hiện ở trước mặt mọi người, nối thẳng chiến sơn lòng núi. Các ngươi nhớ kỹ, phiên thiên ấn cơn bão năng lượng chỉ có thể lắng lại 3 ngày, 3 ngày phía sau bất luận các ngươi có phải hay không có thể khống chế phiên thiên ấn, đều phải muốn ly khai lòng núi, bằng không các ngươi đem chắc chắn phải chết. Lưu Văn Chính trịnh trọng quay về Lăng Tiêu cùng Chiến Thiên Hành 9 đại người truyền thừa nói rằng, phiên thiên ấn cơn bão năng lượng có thể phá hủy tất cả, đừng nói là chỉ là bán thánh, liền ngay cả chân chính thánh nhân cũng không dám tới gần, Lưu Văn Chính nói như vậy cũng là sợ có người quá tham lam. Cuối cùng chết ở phiên thiên ấn bên trong cơn bão năng lượng. Là, Lăng Tiêu bọn người là gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vèo, Chiến Thiên Hành khí thế quanh người khủng bố vô cùng, trước tiên hướng về trong lòng núi vọt tới, trên người tản ra một loại vô địch khí thế cùng sự tự tin mạnh mẽ. Ngay sau đó, Lăng Tiêu đám người cũng đều là ở Chiến Thiên Hành phía sau, tiến vào chiến sơn trong lòng núi, hướng về phiên thiên ấn nơi ở mà đi. Trong này Chiến Thiên Hành 8 người đều không phải lần đầu tiên tiến nhập nơi này. Đối với chiến sơn lòng núi cùng phiên thiên ấn đều hết sức quen thuộc, Lăng Tiêu tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng trước khi chiếm được phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký thời điểm, đối với phiên thiên ấn cũng có nhất định giải. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ, chỉ cần có thể khống chế phiên thiên ấn, luyện hóa phiên thiên ấn hạt nhân, không nên nương tay, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều có thể vì ngươi gánh vác. Ở Lăng Tiêu tiến vào lòng núi trước, Lưu Văn Chính thanh âm truyền vào Lăng Tiêu trong óc. Sư huynh yên tâm, Lăng Tiêu gật gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Vèo, 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 9 đạo tiếng xé gió vang lên, 9 đại người truyền thừa đều là xuyên qua thật dài thông đạo dưới lòng đất, đi tới cái kia mảnh mênh mông biển rộng trước mặt. Chỉ là, Lăng Tiêu mười mấy ngày trước thấy cái kia mảnh biển rộng đã hoàn toàn khô cạn, pháp tắc thần lực tất cả đều tiêu tan hết sạch, chỉ còn lại có chính giữa nhất một tòa vạn trượng thần sơn, tản ra cổ lão, mênh mông mà khí tức thần bí gợn sóng. Đó chính là phiên thiên ấn. 9 người ánh mắt tất cả đều là rơi vào phiên thiên ấn bên trên, từng cái trong ánh mắt đều là tràn đầy thần sắc mong đợi. Bù, nhưng vào lúc này, 9 người giữa chân mày đều là ánh sáng óng ánh, xuất hiện một viên màu đen tiểu ấn, cùng xa xa phiên thiên ấn trong đó tạo thành ác ý bên trong cực kỳ liên hệ thần bí. Đó là phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký, trong đó đạo đạo thần quang từ phiên thiên ấn bên trên bắn đi ra, như từng đạo sáng chói hồng kiều, ngang qua ngàn tỷ dặm hư không, trực tiếp rơi vào Lăng Tiêu 9 người dưới chân. Lăng Tiêu 9 người bước lên hồng kiều, quanh thân ánh sáng lóe lên, sau một khắc liền rơi vào phiên thiên ấn bên trên. Chương 1647, Đồng Thau Khô Lâu. Một mảnh mờ tối dưới bầu trời, đại địa bao la, núi non chập trùng, tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù. Giống, có cường đại tiếng thú gào từ bên trong dãy núi truyền tới, chấn động đại địa,
đồng thời kinh khởi một đám chim, chỉ là cái kia chút chim xem ra hết sức kỳ quái, dĩ nhiên không hề có một chút huyết nhục, chỉ còn lại có màu đen xương cốt, xương cánh chấp ra, tản ra có tiết tấu vận quy tắc tiếng. Cái kia chút chim chóc trong con ngươi đều có điểm điểm hắc quang lấp lóe, xem ra hết sức quỷ dị. Ầm ầm, xa xa một gốc cây cổ thụ nổ vỡ đi ra, từ trong đó chạy ra khỏi một vị vài chục trượng cao hổ răng kiếm, tương tự là cả người không có bất kỳ huyết nhục, chỉ còn lại có màu xanh xương cốt, lõm sâu trong hốc mắt có hào quang màu xanh lấp lóe, kiếm thật lớn răng lóe lên hàn mang, lộ ra cực kỳ sắc bén. Ở hổ răng kiếm phía sau, theo một cái dài mấy chục trượng màu xanh cự xà, tương tự chỉ còn lại có màu xanh xương cốt, kéo ra to lớn miệng rắn, hướng về hổ răng kiếm táp tới, hàm răng lập lòe hàn quang. Hổ răng kiếm cùng màu xanh cự xà trong đó đại chiến, phá vỡ vùng đất này bình tĩnh, từng cây cổ thụ che trời đều bể nát ra, loạn thạch bay ngang, khí tượng hết sức kinh người. Xung quanh có rất nhiều yêu thú xương cốt toàn bộ đều đứng lên, có màu đen xương cốt, màu xanh xương cốt, thậm chí còn có màu bạc xương cốt, lẫn nhau trong đó đều chỉ còn lại có bạch cốt âm u, không có bất kỳ huyết nhục, có cầm trong tay to lớn cổ kiếm, có cầm trong tay đá tấm khiên, bởi vì hổ răng kiếm cùng màu xanh cự xà trong đó đại chiến, cũng dẫn phát rồi giữa bọn họ hỗn chiến. Một cái cao chín thước hình người khô lâu nguyên bản nằm ở cành khô lá héo bên trong, giờ khắc này bỗng nhiên ngồi dậy, trong hốc mắt có hai đám hào quang màu tím đang nhảy nhót, lộ ra hết sức kỳ lạ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm xa xa hổ răng kiếm cùng màu xanh cự xà đại chiến, không biết đang suy nghĩ gì. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo dồn dập tiếng xé gió truyền đến, đó là một thanh to lớn cốt đao, nháy mắt liền đem đầu của hắn bổ xuống. Một vị có cao mấy trượng to lớn hình người khô lâu, trong con ngươi lập lòe hào quang màu đen, hướng về hắn đi tới, sau đó đưa tay chộp tới hắn trong hốc mắt cái kia hai đám hào quang màu tím. Hào quang màu tím óng ánh lóa mắt, giống như là hai vòng màu tím thần dương, lưu động nào đó loại bất hủ gợn sóng, bị to lớn hình người khô lâu tóm lấy, sau đó hướng về mi tâm của chính mình đưa đi. Chỉ thấy một mảnh hào quang rừng rực bộc phát ra, hào quang màu tím còn như hỏa diễm giống như cháy hừng hực, nháy mắt liền đem vị này to lớn hình người khô lâu thiêu thành cho tàn. To lớn hình người khô lâu trong hốc mắt hắc quang, bị màu tím chùm sáng hấp thu phía sau, để màu tím chùm sáng lại hiện ra thêm vài phần. Sau đó, cái kia hai đám hào quang màu tím, một lần nữa bay về tới cái kia đầu lâu trong hốc mắt, từng đạo ánh sáng lưu động, khô lâu đầu cùng thân thể rốt cuộc lại chậm rãi kết làm một thể. Một luồng mênh mông sức mạnh nở rộ ra, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu, hình người khô lâu mi tâm hơi phát sáng, phảng phất có nào đó loại tán loạn ý thức bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, sau một khắc, hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, quanh thân từng đạo tử quang tràn ngập, để hắn màu đen xương cốt bên trên, rốt cuộc lại tản mát ra nào đó loại uy nghiêm thần bí khí thế. Hắn lõm sâu hốc mắt, cũng là nháy mắt sáng lên. Ta muốn, kiếp trùng. Hình người khô lâu cả người bùm bùm vang vọng, trong miệng phảng phất phát ra một đạo ba động kỳ dị, từng đạo tử quang đưa hắn bao phủ lại, để hắn cả người đều tản ra cực kỳ khí tức thần bí. Hào quang màu tím chiếu sáng bốn phương thiên địa, nhất thời để chung quanh những khô lâu kia đều là đã nhận ra sự tồn tại của hắn, giờ khắc này bất kể là hình người khô lâu, hình thú khô lâu vẫn là hình chim khô lâu, thậm chí đang đại chiến hổ răng kiếm cùng cự xà màu đen cũng đều là ngừng lại, sau đó dồn dập hướng về này là tản ra tử quang hình người khô lâu đánh tới. Muốn chết, một đạo lạnh như băng gợn sóng nở rộ ra, trong phút chốc một vòng màu tím thần dương bốc lên, đạo đạo tử quang tràn ngập, tạo thành một mảnh to lớn vòng xoáy màu tím, đem hết thảy khô lâu trong hốc mắt ánh sáng, tất cả đều cắn nuốt đi vào. Trong phút chốc, từng đạo ánh sáng, màu đen, màu xanh, màu bạc tất cả đều như đom đóm bên trong giống như vậy, bị cái kia mảnh màu tím vòng xoáy cắn nuốt. Cái kia một bộ hình người khô lâu nguyên bản màu đen xương cốt, giờ khắc này theo từng đạo hào quang óng ánh bị thôn phệ, xương của hắn cách cũng bắt đầu đã biến thành đồng thau vẻ, tản ra dày nặng mà khí tức cổ xưa, thậm chí xương cốt đều thô lớn hơn không ít. Ta là Lăng Tiêu, nơi này là Phiên Thiên Ấn bên trong thế giới. Hình người khô lâu đứng lên, trong hốc mắt màu tím chùm sáng tản mát ra một tia linh tính hào quang, phảng phất là phủ đầy bụi ký ức bị đánh mở. Này là hình người khô lâu nháy mắt liền nhớ lại tất cả. Nơi này là Phiên Thiên Ấn bên trong thế giới. Chín đại người truyền thừa tiến vào bên trong vùng thế giới này, nhất thời sẽ không biết tung tích. Mà Lăng Tiêu cũng giống là lâm vào vĩnh viễn trong giấc ngủ say, phảng phất ý thức đều trầm luân đến rồi bóng tối vô tận bên trong. Mãi cho đến vừa rồi, vị này to lớn hình người khô lâu muốn phải chiếm đoạt hắn bất diệt kiếp trùng, nhất thời mới kích phát rồi ý thức của hắn, để hắn từ trầm luân bên trong tỉnh táo lại, nhớ lại thân phận của chính mình. Vùng thế giới này, ẩn chứa vô tận kiếp khí, tương tự còn có chết sát khí,
không hề có một chút sinh cơ. Ta làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Lăng Tiêu đứng lên, cảm giác được tự thành một bộ hình người khô lâu, để hắn hết sức không quen. Bên trong vùng thế giới này thiên đạo pháp tắc khác xa nhau. Ta chỉ có thể mượn kiếp trùng sức mạnh, chỉ có nuốt chửng càng nhiều hơn kiếp trùng, ta mới có thể không ngừng thăng cấp. Bây giờ, ta chỉ là một nho nhỏ đồng thau khô lâu sao? Lăng Tiêu cảm giác được bốn phía thiên địa phía sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên thần của hắn, thần cách thậm chí tất cả đều bị vây ở màu tím bất diệt kiếp trùng bên trong, bây giờ bất diệt kiếp trùng mới là Lăng Tiêu một thân lực lượng cội nguồn, mà vừa rồi cắn nuốt nhiều như vậy khô lâu kiếp trùng, Lăng Tiêu cũng từ bọn họ lẻ tẻ một điểm trong ký ức, hiểu nơi này lai lịch cùng với này chút khô lâu đẳng cấp. Ở đây, có thể được xưng là vùng đất tử vong. Vùng thế giới này giống như là vong linh địa ngục như thế. Yếu ớt nhất tự nhiên chính là hắc thiết khô lâu, sau đó là đồng thau khô lâu, bạch ngân khô lâu cùng hoàng kim khô lâu. Lăng Tiêu vừa rồi lúc tỉnh lại, chính là một bộ hắc thiết khô lâu, chỉ có điều vừa rồi bất diệt kiếp trùng hấp thu xung quanh những khô lâu kia kiếp khí cùng kiếp trùng phía sau, hắn chính là thăng cấp đến rồi đồng thau khô lâu. Đồng thau khô lâu vẫn như cũ rất yếu, nhưng cũng coi như là có sức tự vệ nhất định. Này chút khô lâu rất tốt phân chia, hắc thiết khô lâu chính là màu đen xương cốt, trong hốc mắt kiếp trùng cũng là màu đen. Đồng thau khô lâu chính là màu xanh xương cốt, trong hốc mắt kiếp trùng là màu xanh. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu lộ ra kỳ lạ nhất, bây giờ hắn là đồng thau khô lâu, nhưng kiếp trùng nhưng là màu tím. Đại trưởng lão vẫn nói ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, mới có khống chế phiên thiên ấn hy vọng, chẳng lẽ chính là chỉ tình hình bây giờ sao? Lăng Tiêu tự nhủ, chương 1648, khiêu chiến hoàng kim khô lâu. Vùng thế giới này, tràn đầy vô tận kiếp khí cùng tử sát lực lượng. Này chút khô lâu có thể được xưng là tử linh sinh vật, chúng nó thông qua hấp thu liên hợp kiếp khí cùng tử sát lực lượng đến thăng cấp cùng đột phá, bọn họ kiếp trùng chính là bọn họ lực lượng cội nguồn. Ta bất diệt kiếp trùng là màu tím, là bởi vì đẳng cấp cao hơn chúng, vì lẽ đó có thể thông qua nuốt chửng kiếp trùng đến thăng cấp sao? Lăng Tiêu trong lòng có một tia hiểu ra vẻ, hắn đi tới mảnh thế giới xa lạ này, cũng không gấp hành động, mà là nỗ lực thông qua trước mắt hiểu được tất cả đến phân tích tình cảnh bây giờ, sau đó tìm được một cái có lợi nhất con đường đến. Bất luận đến nơi nào, Lăng Tiêu biết thực lực mới là căn bản, coi như là ở mảnh này vùng đất tử vong, hắn cũng nhất định phải thu được đủ mạnh sức mạnh, mới có thể sinh tồn hạ xuống. Lăng Tiêu thậm chí cũng không biết, hắn là lấy chân thân tiến vào vùng thế giới này, vẫn chỉ là tiến vào một mảnh tương tự với ảo cảnh địa phương. Nếu như là chân thân tiến nhập, một khi bỏ mạng ở đây, cái kia chính là thật chết rồi. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu gắng đạt tới cẩn thận cùng cẩn thận. Bạch, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu cầm lên vị này hình người khô lâu to lớn xương kiếm, so với thân thể của hắn còn cao hơn nữa hết sức trầm trọng, hai tay nắm ở, dùng sức huy vũ mấy lần, cũng lộ ra có chút khí thế. Tuy rằng ta không biết làm sao mới có thể khống chế phiên thiên ấn, nhưng việc cấp bách vẫn là muốn tăng cao thực lực. Chiến thiên hành bọn họ chỉ sợ cũng ở phía thế giới này bên trong, nếu như ta đoán không lầm, e sợ chiến thiên hành cũng là ta bộ dáng bây giờ. Nếu như có thể tìm cơ hội trừ hắn ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lăng Tiêu thầm nghĩ nói, chín đại người truyền thừa bên trong uy hiếp lớn nhất tự nhiên chính là chiến thiên hành, hắn có chiến tộc huyết mạch, còn không biết trong cái thế giới này đến tột cùng sẽ lớn đến mức nào ưu thế, bất quá có thể tưởng tượng, nhất định sẽ có ưu thế là được rồi. Trước chiến thần điện nhiều lần tiếp thu truyền thừa người, Lăng Tiêu cũng đều hiểu qua, bọn họ đều muốn thử nghiệm khống chế phiên thiên ấn, tuy rằng toàn bộ đều thất bại, nhưng bọn họ đối với tiếp thu truyền thừa trong quá trình ký ức cũng tất cả đều là biến mất không còn một mống, căn bản không nhớ tới đã từng đã xảy ra cái gì. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ bọn họ cũng là tiến vào mảnh này vùng đất tử vong, chỉ là không biết nguyên nhân gì, phát sinh ở chỗ này ký ức tất cả đều bị phong ấn hoặc là xóa đi. Lăng Tiêu không muốn bị xóa đi ký ức, thất bại ly khai, vì lẽ đó hắn cần phải làm là hết khả năng tăng cao thực lực, sau đó đi tìm khống chế phiên thiên ấn phương pháp xử lý. Răng rác, Lăng Tiêu nắm lên to lớn cốt đao, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Trên đất bầy khắp xương vỡ đầu cùng tàn phá cành lá, chân xương đạp ở mặt trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lăng Tiêu trong hốc mắt màu tím kiếp trùng như một ngọn đèn sáng, xung quanh những khô lâu kia, bất kể là hắc thiết khô lâu, đồng thau khô lâu vẫn là bạch ngân khô lâu, đều là dồn dập hướng về hắn đập tới. Lăng Tiêu lấy cốt đao triển khai thế gian công pháp, cũng đã được coi là uy lực vô cùng, cương mãnh mạnh mẽ, đem cái kia chút không có gì trương pháp khô lâu dồn dập chém giết, sau đó đưa chúng nó trong hốc mắt kiếp trùng cắn nuốt. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một đường đi về phía trước, một đường chém giết những khô lâu kia, nuốt chửng bọn họ kiếp trùng, rất nhanh Lăng Tiêu lại tích xúc đầy đủ năng lượng, từng đạo cường đại kiếp khí tràn ngập toàn thân của hắn,
rèn luyện xương của hắn cách, để xương của hắn cách phảng phất cứng rắn gấp 10 lần, hắn lại một lần lên cấp. Toàn thân xương cốt hiện ra hào quang màu trắng bạc, xem ra sắc bén vô cùng, hơn nữa một thân xương cốt cũng đã biến được hoàn chỉnh, để thực lực của hắn cũng là càng phát lớn mạnh. Coi như là Bạch Ngân Khô Lâu, ở trước mặt hắn cũng căn bản không đi ra lọt ba chiêu, dồn dập bị hắn chém giết. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này chút Hắc Thiết Khô Lâu, Đồng Thau Khô Lâu cùng Bạch Ngân Khô Lâu chỉ có thể coi là cấp thấp sinh vật, căn bản không có gì ý thức cũng không có cái gì linh trí, vì lẽ đó chiến đấu với nhau cũng không có cái gì kết cấu, chỉ có một ít bản năng, Lăng Tiêu đánh giết, liền như giống như ăn cháo đơn giản. Hả, đó là, một vị vương giả, Lăng Tiêu cảm giác được, ở vùng đất này trung ương nhất, có một đạo cường đại khí tức, tản ra sáng chói kim quang, giống như là thái dương giống như chói lọi, ở vào phía trước vùng thung lũng kia trung ương nhất, khí tức uy nghiêm mà thần bí. Hoàng Kim Khô Lâu, đây là vùng đất này bên trên, cường đại nhất một vị khô lâu, cũng là nhiều khô lâu vương giả. Ta muốn đột phá đến Hoàng Kim Khô Lâu, chém giết này chút thông thường khô lâu đã không có gì dùng, chỉ là như muối bỏ biển thôi. Nếu như có thể chém giết vị này Hoàng Kim Khô Lâu, có lẽ có thể để ta lại một lần nữa thăng cấp. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, cầm lấy to lớn cốt đao, hướng về bên trong thung lũng đi đến. Ầm ầm, bên trong thung lũng, đó là một vị màu vàng bọ ngựa khô lâu, cao ngẩng đầu, hai đám ngọn lửa màu vàng óng, tản ra nóng bỏng thần mang, đồng thời phảng phất lưu động một tia linh tinh ánh sáng lộng lẫy. Nó có hai thanh màu vàng bọ ngựa đao, óng ánh lóa mắt, xung quanh có thật nhiều đồng thau khô lâu cùng bạch ngân khô lâu, như là hộ vệ của nó như thế, bảo vệ ở sơn cốc bốn phía. Lăng Tiêu là trực tiếp giết vào đến bên trong thung lũng, biết rồi cái kia chút cấp thấp khô lâu thực lực phía sau, Lăng Tiêu hầu như chính là giống như ăn cháo, hoành đẩy vào, mà những khô lâu kia kiếp trùng, cũng đều tản ra đạo vệt sáng, dung nhập vào Lăng Tiêu bất diệt kiếp trùng bên trong. Làm Lăng Tiêu tiến vào bên trong thung lũng thời điểm, màu vàng bọ ngựa cũng là nháy mắt thấy được Lăng Tiêu, trong con ngươi ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, đồng thời phát ra một đạo cường đại sóng tinh thần, như là vô cùng giật mình. Màu tím kiếp trùng, vương giả. Không đúng, ngươi chỉ là cấp thấp bạch ngân khô lâu. Màu vàng bọ ngựa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sóng tinh thần hết sức lạnh lẽo, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể từ trong mắt của nó bên trong nhìn thấy vẻ tham lam. Ngươi có linh trí, đã như vậy, mau tới lãnh cái chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chết, màu vàng bọ ngựa nháy mắt nhún người nhảy một cái, nhất thời chính là hơn 10 trượng, hai thanh bọ ngựa đao lập lòe kim quang, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Cong, Lăng Tiêu trong tay to lớn cốt đao ngang trời chặn lại. Nhưng chuôi này cốt đao trước thời điểm chiến đấu đã xuất hiện rất nhiều chỗ hổng, giờ khắc này bị bọ ngựa đao trực tiếp chém thành hai nửa, thế đi không giảm hướng về Lăng Tiêu nhằm thẳng vào đầu chém hạ xuống. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, tránh né màu vàng bọ ngựa đao, sau đó như một đạo tàn ảnh giống như đến gần rồi màu vàng bọ ngựa, màu tím bất diệt kiếp trùng như thái dương giống như hướng về màu vàng bọ ngựa nhào tới. Ầm ầm ầm, màu vàng bọ ngựa chính là Hoàng Kim Khô Lâu, xương cốt nguyên bản chính là vô cùng kiên cố. Giờ khắc này bị màu tím kiếp trùng một quấn quanh, nháy mắt liền trực tiếp sụp đổ lên, liền ngay cả hai thanh sắc bén bọ ngựa đao cũng đều là hòa tan. Cái kia hai đám ngọn lửa màu vàng óng trực tiếp bị bất diệt kiếp trùng cắn nuốt, một cỗ lực lượng cường đại dung nhập vào Lăng Tiêu xương cốt của bên trong. Răng rác, giống như là đột phá một cái nào đó điểm giới hạn, Lăng Tiêu quanh thân xương cốt nhảy nhưng mà dâng lên một mảnh áng vàng, như là chất lỏng màu vàng giống như bao trùm xương của hắn cách, sau đó bắt đầu rèn luyện, để xương của hắn cách càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng hào quang màu bạc thu lại, hắn toàn thân cũng biến thành màu vàng óng. Hoàng Kim Khô Lâu, đột phá. Chương 1649, Tử Kim Khô Lâu Vương. Một tòa màu đen cung điện khổng lồ sừng sững ở đỉnh núi, khí thế hùng vĩ, nguy nga đồ sộ, tản ra một luồng cổ xưa khí thế bàng bạc. Ở bên ngoài cung điện, có rất nhiều cường đại khô lâu thủ vệ, trong đó yếu nhất dĩ nhiên cũng là Hoàng Kim Khô Lâu, ngoại trừ Hoàng Kim Khô Lâu ở ngoài, còn có 9 vị toàn thân trắng như tuyết như ngọc. Tản ra bất hủ ánh sáng lộng lẫy, dường như kim cương giống như kiên cố kim cương khô lâu, chúng nó mỗi một người đều có vài chục trượng cao, cầm trong tay to lớn cốt đao cùng tấm khiên, trong hốc mắt ngọn lửa màu trắng óng ánh lóa mắt, như thái dương giống như chói lọi. Ầm ầm, cửa cung điện ầm ầm động mở, từ trong đó đi ra một vị hơn 100 trượng cao hình người khô lâu, toàn thân tản ra hào quang màu tím, xương cốt như thủy tinh giống như óng ánh trong suốt, lưu động sáng lạn thần hà, tản ra cực kỳ uy áp cường đại. Trong mắt của nó bên trong có hai đám màu tím kiếp trùng, như màu tím thần dương giống như chói lọi, đồng thời lại lưu động một luồng không rõ tâm tình. Màu tím khô lâu vừa xuất hiện, cái kia cỗ vương giả uy nghiêm nháy mắt tràn ngập chu vi hơn 1000 dặm, để tòa sơn mạch này bên trong tất cả tử vong sinh linh, đều là không khỏi cả người run rẩy, sau đó sâu sắc quỳ xuống lại. Vua của bọn nó thức tỉnh,
ta là Tử Kim Khô Lâu Vương, cũng là Chiến Thiên Hành, màu tím hình người khô lâu, trong hốc mắt kiếp trùng tỏa ra một luồng không rõ gợn sóng, ở hắn vị trí trái tim, thậm chí có một giọt cửu thải huyết dịch, trong đó chậm rãi nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, bốn phía đều sẽ có vô tận kiếp khí vọt tới, để hơi thở của nó trở nên càng ngày càng kinh khủng lên. 10 năm trôi qua, ta bố trí quả nhiên đều còn ở đây nhất định là thiên hạ của ta. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Kim Khô Lâu Vương có chút kích động nói. Hắn chính là Chiến Thiên Hành. 10 năm trước, Chiến Thiên Hành lần thứ nhất tiến vào vùng thế giới này tiếp thu phiên thiên ấn truyền thừa thời điểm, vào lúc ấy hắn còn không có ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, nhưng bởi vì hắn có chiến tộc huyết mạch, mà để hắn có thể ngay đầu tiên thức tỉnh rồi bị phong ấn ký ức. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn chinh phạt tứ phương, không ngừng tu luyện, lợi dụng chiến tộc huyết mạch mang tới thiên phú, từ một cái nho nhỏ hắc thiết khô lâu, vẫn tiến hóa thành Tử Kim Khô Lâu Vương. Chỉ là, 10 năm trước bởi vì hắn không có ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng, hơn nữa lúc đó lãng phí rất nhiều thời gian, vì lẽ đó thẳng đến thời gian kết thúc, hắn như cũng không có tìm được luyện hóa phiên thiên ấn phương pháp, chỉ có thể âm u ly khai. Trước lúc ly khai, hắn tuyên bố ở bên trong cung điện bế quan tu luyện, để hắn đích thực những thủ hạ kia đến hộ pháp, không nghĩ tới 10 năm trôi qua, dưới tay của hắn như cũ trung thành cảnh cảnh bảo vệ ở bên ngoài, thậm chí đều chưa hề nghĩ tới tiến vào đi điều tra một hồi. Điểm này để Chiến Thiên Hành hết sức thỏa mãn. Tuy rằng ta không biết làm sao mới có thể khống chế phiên thiên ấn, thế nhưng cái kia chín đại phong hào khô lâu vương chắc chắn biết. Chỉ cần đưa bọn họ giết hết tất cả, cắn nuốt bọn họ kiếp trùng, ta nhất định có thể đủ hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Chiến Thiên Hành ánh mắt nhìn về phương xa, có một tia ánh sáng nóng bỏng. Ở vùng thế giới này trung ương nhất, có 9 tòa bất hủ thánh sơn, mỗi một tòa phía trên ngọn thánh sơn đều có một vị phong hào khô lâu vương, 9 đại phong hào khô lâu vương cũng là phía trên thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất. Chiến Thiên Hành 10 năm trước, hao phí cái giá rất lớn mới được vì là Tử Kim Khô Lâu Vương, thế nhưng hắn nhưng tận mắt thấy, một tên phong hào vì là Thần Tiêu Khô Lâu Vương, một đòn bên dưới liền đem mười mấy Tử Kim Khô Lâu Vương chém thành bột mịn. Tử Kim Khô Lâu Vương cùng phong hào Khô Lâu Vương sự chênh lệch, giống như là bán thánh cùng thánh nhân sự chênh lệch như thế, khác nhau một trời một vực. Chiến Thiên Hành thản nhiên nói, nhất thời, 9 vị Kim Cương Khô Lâu bên trong cường đại nhất cái kia một cái đứng dậy, rất cung kính quỳ lạy ở Chiến Thiên Hành trước mặt, tản mát ra một luồng kính nể sóng tinh thần, Chiến Nhất tham kiến chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân xuất quan, thần công tiến nhanh, quét ngang thiên hạ. Chiến Thiên Hành biết, Hắc Thiết Khô Lâu, Đồng Thau Khô Lâu cùng Bạch Ngân Khô Lâu đều là cấp thấp sinh vật, không có gì linh trí, chỉ có bản năng, thế nhưng Hoàng Kim Khô Lâu trở lên, thì có không kém ai loại linh trí, bắt đầu giao lưu cũng không có khó khăn gì. Bất quá, Khô Lâu bộ tộc đối với Thượng Hạ Tôn Ti cực kỳ coi trọng. Hạ vị khô lâu gặp được thượng vị khô lâu chỉ có thể thần phục, hầu như đều không dám phản kháng, mà này 9 kim cương lớn khô lâu, bị Chiến Thiên Hành mệnh danh là Chiến Nhất đến Chiến 9, đều là Chiến Thiên Hành tự mình bồi dưỡng, hơn nữa lấy bí pháp luyện hóa, đối với hắn trung thành tuyệt đối, ít sẽ phản bội. 10 năm này có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn? Cái kia 9 đại phong hào khô lâu vương, có hay không có lộ ra mặt? Chiến Thiên Hành dò hỏi, khởi bẩm chủ nhân, 10 năm này cũng không có gì xảy ra chuyện lớn. Những thứ khác Tử Kim Khô Lâu Vương đều so sánh thành thật, từ khi 10 năm trước Thần Tiêu Vương đánh chết mười mấy Tử Kim Khô Lâu Vương phía sau, bọn họ đều thành thật. Bất quá gần đây bọn họ lại có chút xuẩn xuẩn dục động, trong truyền thuyết Vong Xuyên Hà lại phải xuất hiện. Chiến Nhất đàng hoàng trả lời nói, Vong Xuyên Hà hiện, bỉ ngạn hoa nở. Chiến Thiên Hành trong hốc mắt, màu tím bất diệt kiếp trùng ánh sáng rừng rực, lộ ra một tia chấn động vẻ. Ở mảnh này vùng đất tử vong đã từng có Vong Xuyên Hà truyền thuyết. Truyền thuyết Vong Xuyên Hà chính là ngăn âm dương hai giới dòng sông, trong đó sinh trưởng bỉ ngạn hoa, nếu như có thể nuốt xuống bỉ ngạn hoa, là có thể từ chết mà sinh, biến thành chân chính sinh linh, trở thành có thể so với 9 đại phong hào khô lâu vương tồn tại. Chiến Thiên Hành biết, vùng thế giới này cái kia 9 đại phong hào khô lâu vương, chính là do chết mà sinh, có chân chính huyết nhục, mới có ngạo thế thiên hạ sức mạnh. Này là toàn bộ vùng đất tử vong, vô số tử linh sinh vật đều không thể ngăn cản mê hoặc. Rất tốt, Chiến Nhất. Hiện tại ta bàn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành, đến thời điểm ta liền mang bọn ngươi tiến về phía trước Vong Xuyên Hà, ban tặng các ngươi Tử Kim kiếp trùng, giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Chiến Thiên Hành chậm rãi nói rằng, chủ nhân xin phân phó, chúng ta vạn tử không chối từ. Chiến Nhất chờ 9 kim cương lớn khô lâu tất cả đều là lộ ra vô cùng kích động sóng tinh thần, sau đó đồng thời hướng về Chiến Thiên Hành quỳ lạy hạ xuống. Nơi này có 8 cái khí tức của người, bọn họ ở nơi này mảnh vùng đất tử vong. Hiện tại cần phải còn rất nhỏ yếu, thực lực khẳng định không bằng các ngươi. Đưa bọn họ 8 người tất cả đều cho ta bắt tới,
sinh tử bất luận. Chiến thiên hành bất diệt kiếp trùng bên trong, nháy mắt có 8 đạo trùng sáng bay ra, rơi vào chiến nhất đám người trong tay. Đây là Lăng Tiêu, Cảnh Long, Cảnh Hổ chờ cái khác 8 đại người truyền thừa khí tức. Chiến thiên hành khi tiến vào đến phiên thiên ấn bên trong thế giới trước, lấy vô cùng thủ đoạn bí ẩn bắt giữ, vì chính là hôm nay mưu tính. Chiến thiên hành bởi vì có chiến tộc huyết mạch, cho nên mới có thể vừa tiến vào vùng thế giới này, liền có thể lấy thức tỉnh chân linh cùng ký ức, thậm chí còn thừa kế lần trước Tử Kim Khô Lâu Vương sức mạnh, thế nhưng hắn không tin Lăng Tiêu đám người cũng có thể thức tỉnh chân linh cùng ký ức. Căn cứ hắn 10 năm trước thí nghiệm, tiến nhập tới đây người truyền thừa, ít nhất phải đột phá đến Tử Kim Khô Lâu Vương cảnh giới, mới có thể đánh vỡ thế giới mê chướng, thức tỉnh chân linh cùng ký ức. Chương 1650, Khô Lâu bộ tộc. Tuân mệnh, chiến nhất chờ 9 đại kim cương khô lâu nắm lên cái kia 8 đạo trùng sáng, lấy bọn họ kiếp trùng đem này 8 đạo khí tức ghi chép lại phía sau, nháy mắt liền dẫn theo đông đảo khô lâu binh, chia làm 9 đạo dòng lũ, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Chiến thiên hành ra lệnh cho bọn họ sẽ không hơn không kém đi chấp hành, dù cho lật biến mảnh này vùng đất tử vong, cũng phải đem 8 người kia nắm về. Hiện tại, ta ngược lại là có thể sẽ đi gặp những thứ khác Tử Kim Khô Lâu Vương, hy vọng có thể ở Vong Xuyên Hà xuất hiện trước, đem thực lực của ta tăng lên tới Cửu Tinh Khô Lâu Vương cảnh giới đi. Chiến thiên hành âm thầm thầm nghĩ, hắn trong hốc mắt màu tím kiếp trùng rực rỡ lóa mắt, có một viên màu tím tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Này chút tử linh sinh vật, quả nhiên vẫn là có chỗ thích hợp. Lăng Tiêu đem một vị Hoàng Kim Khô Lâu đánh giết phía sau, đem màu vàng kiếp trùng hấp thu, xương cốt sức mạnh lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lăng Tiêu giờ khắc này thậm chí đang hoài nghi, hắn chính là lấy chân thân tiến vào vùng thế giới này, mà cũng không phải là cái gì ảo cảnh, vùng thế giới này tự thành đại đạo pháp tắc, giống như thần giới, dĩ nhiên cũng là một mảnh đại thế giới, chỉ có điều chính là một vùng thế giới tử vong. Này chút khô lâu bộ tộc thực lực cũng không yếu, đặc biệt là đột phá đến rồi Hoàng Kim Khô Lâu phía sau, Lăng Tiêu phát hiện tuy rằng cái kia chút thấp cấp khô lâu rất yếu, chỉ có bản năng chiến đấu, thế nhưng Hoàng Kim Khô Lâu dĩ nhiên đã có thể điều động sức mạnh đất trời. Bất kể là tốc độ, lực lượng hay là nhanh nhẹn đều gia tăng thật lớn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu cũng biến thành càng thận trọng, dù sao hắn là lần đầu tiên tiến vào mảnh này vùng đất tử vong, cũng không muốn lật thuyền trong mương, bất luận ở đây bị giết phía sau là thật tử vong, hay là trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài, này hai loại kết quả đều không phải là hắn mong muốn tiếp nhận. Đây là một mảnh hoang vu sơn mạch, chu vi có mấy vạn dặm, hầu như mỗi một dãy núi bên trên đều có một vị cường đại Hoàng Kim Khô Lâu, xem như là đông đảo Khô Lâu Vương giả, thống soái một đám thấp cấp Khô Lâu binh. Thời gian một tháng, Lăng Tiêu đã chém giết hơn 100 đầu Hoàng Kim Khô Lâu, hắn cũng cảm giác được thực lực đã đạt đến một loại bình cảnh, xương cốt sức mạnh cũng biến thành cực kỳ kinh khủng, thông thường Hoàng Kim Khô Lâu hầu như đều không chịu nổi hắn sức một người. Hơn nữa, này chút Hoàng Kim Khô Lâu tuy rằng cũng có linh trí, nhưng là bọn hắn đối với vùng thế giới này nhận thức cũng rất có hạn. Chỉ biết là bên trong dãy núi này có một vị toàn thân huyết mạch như ngọc, cứng rắn không thể phá vỡ kim cương khô lâu, chính là mảnh này địa vực bá chủ thực sự. Hiện tại, có thể đi gặp gỡ cái kia một vị kim cương khô lâu, có lẽ có thể từ chỗ của hắn hỏi thăm được cái thế giới này một ít tin tức. Lăng Tiêu đứng ở một ngọn núi bên trên, nhìn về phía dãy núi này cao nhất ngọn núi kia, mây mù lượn quanh, hắc quang tràn ngập, trong đó có một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ gợn sóng, màu trắng kia kiếp trùng, liền như thái dương giống như óng ánh. Hấp dẫn Lăng Tiêu ánh mắt. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, như một đạo kim sắc thiểm điện, hướng về ngọn núi kia vọt tới. Bây giờ Lăng Tiêu, thân thể có tới cao 9 trượng, toàn thân óng ánh còn như hoàng kim đúc, xương cốt tản ra tranh tiếng kêu tiếng, óng ánh trong suốt, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, Lăng Tiêu có thể cảm giác được vùng thế giới này trong đó mênh mông như biển mùi chết chóc. Đây là tử linh sinh vật thế giới, ẩn chứa tử vong bản nguyên. Lăng Tiêu thân ảnh rơi vào ngọn núi kia bên trên, liền ngừng lại. Ở trước mặt của hắn, đứng cạnh một vị toàn thân óng ánh như kim cương màu trắng khô lâu, có vài chục trượng cao, khí tức vô cùng kinh khủng, cầm trong tay một thanh to lớn cốt mâu, trong con ngươi màu trắng kiếp trùng, tản ra cực kỳ cường đại sóng tinh thần. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, vị này kim cương khô lâu rất mạnh. Kim cương khô lâu nhìn Lăng Tiêu, cũng không có ngay lập tức động thủ, mà là nói rằng, người ngoại lai, nơi này là lãnh địa của ta. Chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ta có thể tha cho ngươi không chết. Để ta rời đi nơi này cũng có thể, bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Lăng Tiêu nhìn Kim Cương Khô Lâu một chút, bình tĩnh nói. Được, ngươi hỏi đi. Kim Cương Khô Lâu chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Vùng thế giới này, Khô Lâu bộ tộc người mạnh mẽ nhất là ai? Bọn họ ở nơi nào? Lăng Tiêu hỏi. Vùng thế giới này cường đại nhất, tự nhiên là 9 vị phong hào Khô Lâu Vương,
bọn họ ở tại thế giới chính giữa nhất chín tòa phía trên ngọn Thánh Sơn. Đây cũng là mỗi cái Khô Lâu bộ tộc đều biết sự tình, ngươi làm sao lại không biết? Kim Cương Khô Lâu hơi nghi hoặc một chút, ta bởi vì bị thương, một ít ký ức biến mất rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không nghĩ tới Kim Cương Khô Lâu gật đầu một cái nói, ngài hẳn là một vị vĩ đại tử Kim Khô Lâu vương chứ. Chỉ là bởi vì một số nguyên bởi vì thực lực suy nhược, nhưng như cũng có tử Kim Khô Lâu vương kiếp trùng. Có thể vì ngài giải thích nghi hoặc, là vinh hạnh của ta. Theo Kim Cương Khô Lâu giảng giải, Lăng Tiêu đối với vùng thế giới này cũng là có một cái đại khái hiểu rõ. Nói đơn giản, đây chính là một mảnh tử vong thế giới, Khô Lâu bộ tộc cũng là phía trên thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất. Kim Cương Khô Lâu bên trên chính là Tử Kim Khô Lâu Vương, Tử Kim Khô Lâu Vương căn cứ thực lực, chia làm một sao đến cửu tinh, toàn bộ thế giới cường đại nhất nhưng là 9 vị phong hào Khô Lâu Vương, bọn họ là cái thế giới này chúa tể. Tử Kim Khô Lâu Vương có thể điều động tử vong chân ý sao? Nói như thế, đúng là cùng bán thánh có chút tương tự. Chẳng lẽ cái kia 9 vị phong hào Khô Lâu Vương, đều là thánh nhân cấp bậc cường giả sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng dùng mình, âm thầm suy đoán nói. Nắm Khô Lâu bộ tộc thực lực cùng thần giới cảnh giới tiến hành so sánh. Nếu quả như thật giống Lăng Tiêu đoán nói như vậy, cái kia trước mắt vị này Kim Cương Khô Lâu thực lực cần phải ở thần cảnh, mà Lăng Tiêu thực lực hôm nay có thể so với phàm giới cường giả chí tôn. Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, sợ rằng phải muốn khống chế phiên thiên ấn, cuối cùng vẫn là phải rơi vào cái kia 9 đại phong hào Khô Lâu vương trên người. Vèo, vèo, nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên, nháy mắt liền từ đằng xa bay tới. Rơi vào phía trên ngọn núi này, đồng thời hai bên trái phải đem Lăng Tiêu bao vây lại. Đó là hai vị bạch kim Khô Lâu, đều có vài chục trượng cao, khí tức cường đại, toàn thân óng ánh sáng lạn, giống như thần hà lưu động, một cái cầm trong tay to lớn chiến phủ, một cái cầm trong tay một thanh cốt đao. Lăng Tiêu có thể từ bọn họ kiếp trùng bên trong, cảm giác được từng tia một sát ý cùng tham lam. Ta nói ngươi làm sao mong muốn trả lời vấn đề của ta, hóa ra là kế hoãn binh sao? Lăng Tiêu nhìn chăm chú lên trước mắt cầm trong tay cốt mâu Kim Cương Khô Lâu, bình tĩnh nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, chính ta cần phải không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là chiếm được của ngươi kiếp trùng, đủ để ba người chúng ta lên cấp. Kim Cương Khô Lâu có chút lãnh khốc nói. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác được có chút buồn cười, không nghĩ tới này chút Khô Lâu dĩ nhiên cũng học biết sử dụng kế sách, còn biết gọi viện binh, này hai cái Kim Cương Khô Lâu cũng đều là cái khác địa vực bá chủ, không biết bị cái này Kim Cương Khô Lâu từ nơi nào kêu tới. Lăng Tiêu vốn là dự định, chỉ phải cái này Kim Cương Khô Lâu có thể giải thích cho hắn, liền thả cái tên này, không có nghĩ tới tên này lại vẫn nghĩ có ý đồ với hắn. Chương 1651, nghịch loạn bát thức. Giết hắn đi, cầm trong tay cốt mâu Kim Cương Khô Lâu bạo quát một tiếng, trước tiên hướng về Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, một căn màu đen thạch bổng bị hắn quăng, sau đó hướng về cái kia gân cốt mâu tiến lên nghênh tiếp. Này căn thạch bổng chính là Lăng Tiêu từ một cái hoàng kim Khô Lâu trong tay cướp lại, không phải vàng không phải ngọc, xem ra không có có gì đặc biệt, thế nhưng là vô cùng kiên cố, Lăng Tiêu ra tay toàn lực đều không thể ở mặt trên lưu lại một đạo dấu vết. Màu đen cốt mâu tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, đồng thời ở mặt trên lượn lờ ngọn lửa màu trắng, theo cốt mâu hướng về Lăng Tiêu lan tràn mà đến. Cốt mâu cùng thạch bổng va chạm, nhất thời Lăng Tiêu cả người chấn động, cùng Kim Cương Khô Lâu đều là đồng thời sau lui ra. Kim Cương Khô Lâu thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Vèo, vèo, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiêu phía sau, cầm trong tay chiến phủ Kim Cương Khô Lâu cùng cầm trong tay cốt đao đích Kim Cương Khô Lâu, tương tự là hai bên trái phải hướng về Lăng Tiêu giết tới. Đến đây đi, để cho các ngươi nếm thử ta tự nghĩ ra nghịch loạn bát thức. Lăng Tiêu không có chút nào e ngại, song là chiến ý dâng trào, cầm trong tay màu đen thạch bổng. Hướng về phía sau cái kia hai cái Kim Cương Khô Lâu đập tới. Ở mảnh này tử vong bên trong thế giới, Lăng Tiêu phát hiện bởi thiên địa pháp tắc hạn chế, lại thêm hắn là Khô Lâu thân thể, vì lẽ đó rất nhiều trước kia công pháp cũng không có cách nào triển khai ra, vì lẽ đó hắn liền căn cứ Khô Lâu bộ tộc đặc điểm, tự chế nghịch loạn bát thức. Nghịch loạn bát thức kỳ thực hết sức gian nan, chính là đơn giản lấy thế đè người, lấy lực làm đạo công pháp, Lăng Tiêu tham khảo Tổ Long bí thuật Long Bạo Thần Thông cùng Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp, điều động kiếp khí sức mạnh. Thức thứ nhất có thể bùng nổ ra gấp 2 sức mạnh, thức thứ 2 gấp 4 sức mạnh, thức thứ 3 6 lần sức mạnh. Thức thứ 8 nhưng là có thể bùng nổ ra 16 lần sức mạnh. Cùng Khô Lâu bộ tộc chiến đấu, không cần cỡ nào tinh xảo công pháp, bởi vì bọn họ cường đại nhất chính là thân thể, mà kiếp trùng chính là bọn họ bản nguyên, chỉ cần bể thân thể của bọn họ tự nhiên cũng chưa có cái gì sức phản kháng.
ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân từng đạo kiếp khí tràn ngập, gấp hai sức mạnh bộc phát ra, màu đen thạch bổng càn quét ra, trực tiếp đem chiến phủ cùng cốt đao chấn động bay ra ngoài. Làm Lăng Tiêu đệ nhị bổng rơi xuống thời điểm, hắn đã bạo phát ra gấp 4 sức mạnh, khí thế quanh người mênh mông vô cùng, bay thẳng đến cái kia hai đại kim cương khô lâu chấn áp xuống, nhất thời liền đập vào lồng ngực của bọn họ bên trên, nhất thời mấy chục căn xương sườn gãy đoạn, bọn họ trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngươi làm sao có khả năng bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh? Này, cái này không thể nào. Cầm trong tay cốt màu bạch kim khô lâu có chút chấn kinh rồi, không thể tin được một vị hoàng kim khô lâu, lại có thể đánh bại hai đại kim cương khô lâu. Dù sao, ở khô lâu bộ tộc đẳng cấp xâm nghiêm, hơn nữa muốn khiêu chiến vượt cấp cũng là cực kỳ gian nan. Hắn tuy rằng cho rằng Lăng Tiêu đã từng là một vị tử kim khô lâu vương, bây giờ sức mạnh suy yếu đến rồi hoàng kim khô lâu cảnh giới, nhưng cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sức mạnh mạnh như vậy. Không có gì không thể, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi muốn ta kiếp trùng, ta lại làm sao không muốn của ngươi kiếp trùng. Lăng Tiêu cười lạnh nói, trong tay thạch bổng hướng về cầm trong tay cốt màu bạch kim khô lâu đập tới, 6 lần sức mạnh bộc phát ra, bất quá hắn quanh thân dĩ nhiên cũng phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất có chút khó có thể chịu đựng. Ầm ầm, to lớn cốt mâu trực tiếp bị Lăng Tiêu một côn đánh gãy, sau đó thế đi không giảm đập vào kim cương khô lâu trên người, trực tiếp đưa hắn kiên cố vô cùng xương cốt đập cho nát tan, chỉ còn lại có một cái đầu trên mặt đất trên xoay tròn xoay tròn. Chúng ta đi, mặt khác hai cái kim cương khô lâu thấy cảnh này cũng đều không ngốc, biết Lăng Tiêu thực lực cực mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá Lăng Tiêu sát tính đang nùng, lại làm sao có khả năng để cho bọn họ cứ như vậy chạy trốn. Nhất thời nhún người truy sát mà đi, nghịch loạn bát thức uy lực vô cùng, để Lăng Tiêu như hổ thêm cánh, rất nhanh liền đem cái kia hai cái kim cương khô lâu cũng đều là đánh nát cả người xương cốt, hoàn toàn đánh chết. Bù, Lăng Tiêu trong ánh mắt, màu tím thần dương thăng nhảy, tản ra óng ánh thần bí ánh sáng, nháy mắt liền đem cái kia ba đại kim cương khô lâu kiếp trùng hấp thu. Một cổ cường đại vô cùng năng lượng tràn vào đến rồi Lăng Tiêu trong cơ thể, phảng phất là sán lạn thần hà, hoặc như là mênh mông tử vong khí, nhất thời đem toàn thân hắn đều bao phủ lại. Chiếm được này ba đại kim cương khô lâu sức mạnh phía sau, Lăng Tiêu rốt cục cũng đạt tới một loại điểm giới hạn. Đến cuối cùng, quanh người hắn kim quang chậm rãi thu lại, bắt đầu lộ ra trắng loáng sáng chói hà quang, như thái dương giống như nóng rực, hơn nữa xương của hắn cách cũng như nhổ giò giống như sinh trưởng lên, nguyên bản cao 9 trượng thân thể, vẫn bành trướng gấp đôi, cuối cùng đã biến thành 10 cao 8 trượng. Quanh thân đều tản ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ gợn sóng. Bất quá ở thân thể của hắn bành trướng đến rồi cực hạn thời điểm, bên trong thân thể của hắn toát ra một mảnh sáng chói thần hà, nhất thời lại để thân thể của hắn bắt đầu co nhỏ lại, cuối cùng vẫn cứ đã biến thành người thường to nhỏ, 9 thước đến cao, thế nhưng trên người trắng loáng như ngọc xương cốt nhưng càng phát tỉ mỉ lên, thậm chí có từng đạo hoa văn thần bí xuất hiện. Màu tím kiếp trùng bên trong, một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức nở rộ ra. Đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lại, để hắn trở nên hơi không thể dự đoán lên. Đây là nghịch mệnh thuật khí tức, Lăng Tiêu chấn động, nguyên bản phong tỏa tai kiếp loại trong nghịch mệnh thuật khí tức dĩ nhiên bạo phát ra, đem hắn cả người đều bao phủ lại. Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được, hắn đối với vùng thế giới này cảm giác trở nên cực kỳ rõ ràng, phảng phất xúc tu liền có thể lấy tiếp xúc được sức mạnh của cái chết, loại cảm giác đó hết sức kỳ diệu, lại để Lăng Tiêu có chút không biết làm thế nào. Thì dường như, hắn chết qua một lần như thế. Bất quá, Phổ Tự Thiên Thư sức mạnh như cũ bị phong ấn ở kiếp trùng bên trong, Lăng Tiêu không có cách nào nhận biết được. Này phiên thiên ấn trong thế giới làm sao sẽ mạnh như thế? Thậm chí ngay cả Vô Tự Thiên Thư đều có thể che đậy. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, có chút khó có thể tin. Dù sao Vô Tự Thiên Thư bây giờ tuy rằng không trọn vẹn, cũng không có khôi phục lại hoàn chỉnh sức mạnh, nhưng là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, phiên thiên ấn lại có thể che đậy Lăng Tiêu đối với Vô Tự Thiên Thư cảm giác. Để Lăng Tiêu càng phát cảm giác được phiên thiên ấn thần bí. Lăng Tiêu cầm trong tay to lớn thiết bổng, hắn có thể đủ cảm giác được, bên trong dãy núi này, tất cả khô lâu đều là tản mát ra kính nể cùng thần phục sóng tinh thần, phảng phất chỉ cần hắn muốn, ngay lập tức sẽ có thể trở thành dãy núi này bá chủ. Đến rồi nên lúc rời đi, căn cứ cái kia kim cương khô lâu bàn giao, dãy núi này vô cùng bao la, được gọi là Tử Linh Sơn Mạch, có rất nhiều khô lâu cường giả, trong đó cường đại nhất chính là một vị tử kim khô lâu vương. Ta cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực, đi gặp gỡ một lần vị kia tử kim khô lâu vương. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, hắn đối với sức mạnh đều là có một loại cấp bách cảm giác, tuy rằng thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ cảm giác được, ít nhất phải đột phá đến tử kim khô lâu vương cảnh giới, mới có thể có đầy đủ lực tự bảo vệ. Chương 1652, Bàn Cổ Nhân Tộc. Lăng Tiêu dọc theo dãy núi này,
hướng về vùng thế giới này trung ương mà đi. Dãy núi tử vong vô cùng bao la, hầu như mỗi ngàn dặm, đều sẽ có một vị kim cương khô lâu chiếm núi làm vua, thành là chúa tể một phương, Lăng Tiêu không ngừng đi tới, dọc đường chém giết không ít kim cương khô lâu, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, nghịch loạn bát thức tu luyện cũng càng phát quen luyện. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thế giới này mênh mông sức mạnh tử vong, ẩn chứa tử vong bản nguyên sức mạnh, theo hắn chém giết khô lâu bộ tộc cường giả, không ngừng nuốt chửng kiếp trùng, đối với tử vong chân ý tìm hiểu cũng càng ngày càng khắc sâu. Cuối cùng, Lăng Tiêu thấy được một tòa cung điện to lớn, xem ra cổ xưa thần bí, có rất nhiều hoàng kim khô lâu cùng bạch kim khô lâu bảo vệ, trong đó có một đạo khí tức tản ra mênh mông gợn sóng, phảng phất để vùng thế giới này đều ở đây hơi rung động. Tử Kim Khô Lâu Vương, Lăng Tiêu biết, hắn đây là đến rồi Tử Kim Khô Lâu Vương cung điện. Ầm ầm ầm, bất quá Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở đằng kia tòa cung điện to lớn trước, đang phát sinh một hồi cực kỳ đại chiến kịch liệt, vô số hoàng kim khô lâu, bạch kim khô lâu đều tham dự đi vào. Từng cái thân mặc gia thú, khí tức cường đại nhân tộc cường giả, đang cùng khô lâu bộ tộc đại chiến, mặt đất rung chuyển, hư không run rẩy, thần quang rừng rực vô cùng, ở phía trên ngọn núi nở rộ ra. Ở đây dĩ nhiên có nhân tộc tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu cả người chấn động, có chút khó có thể tin. Chỗ này vùng đất tử vong, Lăng Tiêu cho rằng chính là khô lâu bộ tộc thiên hạ, khắp nơi đều tràn đầy kiếp khí cùng chết sát khí, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây gặp được nhân tộc cường giả. Lăng Tiêu muốn phải tạm thời tránh thoát, thế nhưng không nghĩ tới một người mặc gia thú thiếu niên nhân tộc phát hiện hắn, nháy mắt chính là cầm trong tay một thanh to lớn đao đá, nhảy vọt như vượn khỉ, hướng về hắn đánh tới. Không nghĩ tới, vẫn còn có một cái lọt lưới cá lớn, ha ha ha, ngươi là của ta rồi. Gia thú thiếu niên vô cùng hưng phấn, hắn xem ra mắt to mày rậm, thân hình cao lớn, cả người tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh, khí huyết cuồn cuộn ngất trời, cầm trong tay to lớn đao đá hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Ngươi là nhân tộc, Lăng Tiêu mở miệng hỏi, trong tay thạch bổng ngang trời tiến lên nghênh tiếp. Nếu quả như thật có nhân tộc tồn tại, e sợ những người này đều là trăm vạn năm trước bị Xích Long chiến thần để ở chỗ này, Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, hơn nữa đối với này chút nhân tộc tràn đầy hảo cảm, vì lẽ đó chỉ là ra tay chống đối. Đao đá cùng thạch bổng va chạm, nhất thời ánh sáng óng ánh lóa mắt, một luồng vô cùng thần lực kéo tới, Lăng Tiêu không khỏi liền lùi lại mấy bước, có chút sợ hãi than lên. Cái này gia thú thiếu niên sức lực thật lớn, hơn nữa nhìn đến có thể so với thần vương cảnh tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ồ, ngươi lại có thể chặn ở của ta một đao này. Không sai, không sai. Đến, để ta chặt lên mấy trăm đao, nhìn là ngươi bộ xương cứng rắn, còn là đao của ta cứng rắn. Đúng rồi, nói cho ngươi, bản thiếu gia là bản cổ bộ tộc. Gia thú thiếu niên có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó lại cầm đao vọt lên. Cái gì, ngươi là bản cổ bộ tộc người? Lần này đến phiên Lăng Tiêu chấn kinh rồi. Bàn cổ bộ tộc không phải ở trăm vạn năm trước đã bị chém tận giết tuyệt sao? Ngoại trừ lưu lạc đến hạ giới bàn cổ bộ tộc, toàn bộ trong thần giới chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cương đại sư huynh là bàn cổ bộ tộc người. Thiên Cương cũng có thể gọi là bàn cổ Thiên Cương. Ồ, người cái này khô lâu cũng có ý tứ, dĩ nhiên biết chúng ta bàn cổ bộ tộc. Bất quá người chính là phải chết. Gia thú thiếu niên càng phát kinh ngạc lên, trên dưới quan sát Lăng Tiêu một chút. Cảm giác được trước mắt cái này kim cương khô lâu có chút không giống, giống như kim cương khô lâu đều là vài chục trượng cao, thế nhưng trước mắt Lăng Tiêu dĩ nhiên cùng gia thú thiếu niên cái đầu gần như, hơn nữa phảng phất có một luồng cùng khô lâu bộ tộc không giống khí tức. Người nghe nói qua bàn cổ sơ sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nhất thời, gia thú thiếu niên cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, bàn cổ sơ. Đó là chúng ta bàn cổ bộ tộc thứ 3,600 đời tộc trưởng. Chính là trăm vạn năm trước nhân vật tuyệt thế, ngươi làm sao biết hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quả nhiên là bàn cổ bộ tộc người. Không phải sợ, ta không phải khô lâu bộ tộc người, ta là người ngoại lai, là tới này khống chế phiên thiên ấn người truyền thừa. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm gia thú thiếu niên nói, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem thân phận của hắn nói ra. Cái gì, ngươi là người truyền thừa? Ta nghe nói qua ngươi, người truyền thừa mỗi 10 năm xuất hiện một lần, bất quá nhiều năm như vậy. Rất nhiều người truyền thừa đều thất bại, các ngươi lần này e sợ lại muốn uổng công vô ích. Gia thú thiếu niên càng thêm chấn kinh rồi, bất quá trong ánh mắt địch ý cũng đã biến mất, thu hồi to lớn đao đá, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói rằng. Ngươi gặp cái khác người truyền thừa, Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. 10 năm trước, có người truyền thừa đã từng đi qua chúng ta bản cổ thôn, bất quá hắn thật giống cuối cùng cũng thất bại, hơn nữa cuối cùng bị thần Tiêu Vương ra tay chém giết. Gia thú thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Thần Tiêu Vương, là chín đại phong hào khô lâu vương một trong sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động,
chậm rãi hỏi. Không sai, Thần Tiêu Vương chính là chín đại phong hào Khô Lâu Vương đứng đầu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đã từng một đòn bên dưới, diệt sát mười mấy tử kim Khô Lâu Vương, 10 năm trước xuất thủ qua một lần, chém giết mấy cái người truyền thừa. Gia thú thiếu niên lão lão thật thật nói, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa đại chiến cũng đã đạt đến kết thúc. Bàn cổ bộ tộc tổng cộng tự xuất động mấy chục người, thế nhưng này mấy chục người đều là hết sức mạnh mẽ, từng cái khí huyết cuồn cuộn ngất trời, những hoàng kim kia Khô Lâu hầu như đều không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh đã bị chém giết, kim cương Khô Lâu tuy rằng miễn cưỡng có thể chống chọi, nhưng đã trải qua một phen đại chiến, cũng đều là bị bọn họ chém giết. Mà cường đại nhất tử kim Khô Lâu Vương lại bị bắt giữ. Bắt giữ tử kim Khô Lâu Vương, là một cái vóc người khôi ngô, như tháp sắt giống như tráng hán, quanh thân màu vàng sậm bắp thịt như kim thiết đúc giống như vậy, quanh thân khí huyết vô cùng cuồng bạo, tu vi đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Tam chuyển bán thánh, thế nhưng thực lực chân chính, e là cho dù là lục chuyển bán thánh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ, cái kia tháp sắt giống như tráng hán, phảng phất đi cũng là lấy lực làm đạo con đường, rèn luyện thân thể mạnh mẽ vô cùng. Lại dám cùng tử kim Khô Lâu Vương gắng chống đỡ, cuối cùng liền ngay cả tử kim Khô Lâu Vương cánh tay đều bị hắn kéo xuống đến một cái, lộ ra cực kỳ hung tàn. Tiểu Nguyên Nhi, ngươi không sẽ là đánh không lại này đầu kim cương Khô Lâu chứ? Bất quá cái này kim cương Khô Lâu xem ra làm sao nhỏ như vậy? Đến, để thúc thúc giúp ngươi làm thịt hắn. Một đám bàn cổ tộc đại hán xông tới, có chút không có hảo ý nhìn Lăng Tiêu cười nói. Các ngươi đều chớ làm loạn, sát thúc, hắn là người truyền thừa. Hắn không phải thông thường Khô Lâu. Gia thú thiếu niên hô to lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc hưng phấn. Người truyền thừa, này ba chữ phảng phất có nào đó chủng ma tính, nhất thời để tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, trừng lên chuông đồng giống như mắt to nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Chương 1653, Bàn Cổ Thôn. Ngươi là người truyền thừa, cái kia thiết tháp giống như tráng hán từ trong đám người đi ra, quanh thân khí huyết cuồn cuộn ngất trời, một đôi mắt hổ xem ra vô cùng uy nghiêm. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói thật. Không sai, ta là người truyền thừa. Lăng Tiêu bình tĩnh đáp lại đạo, sau đó hắn trong hốc mắt bất diệt kiếp trùng ánh sáng óng ánh, một tấm hắc sắc tiểu khắc ở bất diệt kiếp trùng bên trên lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra vô cùng thần bí. Đó là truyền thừa ấn ký, có thể chứng minh người truyền thừa thân phận. Thiết tháp giống như tráng hán tên là Bàn Cổ Sắt, hắn nháy mắt liền tin Lăng Tiêu thân phận. Quả nhiên là người truyền thừa. Ha ha, lần này lại có thể có được ngoại giới một ít tin tức. Đi một chút đi, chúng ta về Bàn Cổ Thôn, tin tưởng đại trưởng lão nhất định sẽ rất cao hứng. Bàn Cổ Sắt cực kỳ hưng phấn kêu lớn lên, nhất thời trong ánh mắt vẻ cảnh giác biến mất rồi, trở nên cực kỳ nhiệt tình. Lăng Tiêu không nói lời nào đã bị một đám bàn cổ tộc cường giả vây quanh rời đi dãy núi này, hướng về Bàn Cổ Thôn mà đi. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, những bàn cổ tộc kia cường giả, đem kim cương Khô Lâu hài cốt đều thu thập lại, sau đó đem tất cả kiếp trùng cẩn thận rót vào một cái bình gốm bên trong. Như là chiếm được rất lớn thu hoạch giống như vậy, mỗi một người đều là vô cùng thỏa mãn, hơn nữa có chút vô cùng phấn khởi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ vây quanh Lăng Tiêu, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền hoành khóa mười mấy vạn dặm, đi tới Bàn Cổ Thôn. Đây chính là Bàn Cổ Thôn. Lăng Tiêu nhìn thấy, phía trước có hai viên to lớn cây, rủ xuống từng đạo cành mầm, thậm chí có màu xanh phiến lá, dựng dục sinh cơ bừng bừng. Hai khỏa cây liễu lớn phía sau. Chính là một mảnh khói bếp lượn lờ thôn xóm, mấy chục đứng hàng tảng đá nhà, xem ra hết sức chỉnh tề, ở đây ẩn chứa cực kỳ thịnh vượng khí huyết cùng sinh cơ bừng bừng, phảng phất có thể phá tan mây xanh. Toàn bộ Bàn Cổ Thôn, phảng phất đều bao phủ ở một tầng thần bí sương mù bên trong, giống như là bị ngăn cách ra, cùng bên ngoài tràn đầy tử vong khí địa phương, nhất định chính là hai cái thế giới. Ở mảnh này vùng đất tử vong bên trong có thể sinh tồn hạ xuống, chỉ sợ sẽ là chỗ này Bàn Cổ Thôn công lao. Lăng Tiêu trong lòng thở dài nói. Ra ra, chúng ta đã trở về. Chúng ta mang về một vị người truyền thừa. Vừa rồi đến Bàn Cổ Thôn cửa ra thú thiếu niên Tiểu Nguyên Nhi liền bắt đầu hưng phấn kêu lớn lên. Từ Bàn Cổ Thôn bên trong đi ra một đám người, nữ có nam có, từng cái thân hình cao lớn, khí huyết cuồn cuộn, ẩn chứa thịnh vượng sinh mệnh khí thế, ở mảnh này tử vong bên trong thế giới, lộ ra càng kỳ dị. Trong mọi người, là một cái cầm trong tay gậy, râu tóc bạc phơ lão giả cao lớn, xem ra có chút tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hiền lành. Một đôi thương lão nhi thâm thúy con mắt, lộ ra cực kỳ tầm nhìn, hắn người mặc áo gai, tự có mấy phần xuất trần khí độ. Có khách quý tới cửa, ta Bàn Cổ Thôn thực sự là rồng đến nhà tôm. Ông lão ôn hòa bình tĩnh ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, phảng phất có một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh sức mạnh, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình phảng phất bị ông lão này xem thấu,
Lăng Tiêu không khỏi trong lòng dùng mình, ông lão này thực lực sâu không lường được, thậm chí ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu. Đặc biệt là, ông lão này phảng phất đã đến tuổi xế chiều, trên người tràn ngập một luồng sâu sắc dáng vẻ già nua cùng tự ý, nhưng lại lệch khí huyết vô cùng bàng bạc, như cháy hừng hực lò lửa. Gặp qua lão trưởng, tại hạ Long Ngạo Thiên, chính là chiến thần điện đệ tử. Lăng Tiêu hướng về ông lão chắp tay thi lễ nói, quý khách quả nhiên là người truyền thừa. Bất quá vô số năm qua, rất nhiều người truyền thừa tới nơi này mảnh tử vong thế giới, nhưng cuối cùng đều không thể khống chế phiên thiên ấn. Bất quá ở mảnh này vùng đất tử vong, vẫn có thể được không ít chỗ tốt. Ông lão khẽ mỉm cười nói, mọi người cùng đi tiến vào bàn cổ thôn bên trong. Bàn cổ thôn cũng không lớn, diện tích chỉ có hơn 100 dặm to nhỏ, có một ít xưa cũ tảng đá nhà, còn có một chút phì nhiêu đất ruộng cùng bãi chăn nuôi. Toàn bộ bàn cổ thôn phảng phất bị một loại sức mạnh thần bí nào đó bao phủ lại, ngoại giới hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng bàn cổ thôn bên trong nhưng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ông lão tên là Bàn Cổ Phong, là bàn cổ thôn đại trưởng lão, cũng là bối phận cao nhất cùng sống được lâu nhất một người, bây giờ đã sống sắp tới 10 vạn năm. Nhưng là tử vong bên trong thế giới, bởi vì ẩn chứa phép tắc tử vong, sinh linh ở trong đó tuổi thọ bị rất lớn hạn chế, nguyên bản ở trong thần giới có lẽ có trên 100 vạn năm tuổi thọ. Nhưng ở đây lại bị rút ngắn gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. Long Tiểu Hữu, ta đã từng thấy cái khác người truyền thừa, bất quá ta phát hiện một vấn đề, đó chính là người truyền thừa ở ly khai tử vong thế giới phía sau, liền sẽ đánh mất ở chỗ này bất kỳ trí nhớ gì, vì lẽ đó mỗi một vị người truyền thừa tiến nhập ở đây, cũng không biết vùng thế giới này bất kỳ tình hình. Vì lẽ đó ta suy đoán, chỉ sợ cũng liền chiến thần điện cũng không biết tử vong bên trong thế giới tình huống. Bàn Cổ Phong chậm rãi nói rằng, ly khai tử vong thế giới cũng sẽ bị phong ấn thậm chí xóa đi ký ức sao. Này phiên thiên ấn thực sự là thật lớn uy năng, lão trưởng, các người bàn cổ bộ tộc tại sao lại ở phiên thiên ấn bên trong? Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi. Long Tiểu Hữu hẳn nghe nói qua 100 vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn chứ? Ta bàn cổ tộc, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành đều tao ngộ đại kiếp nạn, tử thương nặng nề, thậm chí bị người trồng xuống huyết mạch nguyền rủa. Cuối cùng là Xích Long Chiến Thần đã cứu chúng ta, đem chúng ta thu xếp ở phiên thiên ấn bên trong. Chỉ là sau đó Xích Long Chiến Thần liền biến mất rồi, này vừa biến mất chính là 100 vạn năm, từ dĩ vãng người truyền thừa trong miệng chúng ta hiểu được, Xích Long Chiến Thần đại nhân đã bỏ mình. Bàn Cổ Phong trên mặt lộ ra một tia bi thương vẻ. Ở đây không chỉ có bàn cổ bộ tộc, còn có phong thủy thế gia cùng mộ vương thành. Lăng Tiêu không khỏi hơi chấn động một cái. Không sai, mảnh này tử vong thế giới. Còn có phong thủy thôn cùng mộ vương thôn, khoảng cách nơi đây cũng không xa, chính là phong thủy thế gia cùng mộ vương thành hậu duệ. Bàn Cổ Phong gật đầu một cái nói. Trong khi nói chuyện, mọi người đi tới thôn ngay chính giữa, ở ngay chính giữa có hai ngôi tượng đá, một cái phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm, chính là một cái còn như chiến thần giống như tuyệt thế nam tử. Một tòa khác pho tượng, nhưng là một cái có chút thô bỉ ông lão, chỉ là khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng một đôi mắt nhưng là hết sức sinh động, để lộ ra một luồng vô cùng thô bỉ khí tức. Ở này hai ngôi tượng đá phía dưới, đều khắc xuống chữ lớn. Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Lão Trượng, nếu là ta không có đoán sai, vị này Đại Thiên Tôn chính là Xích Long Chiến Thần đại nhân chứ. Vị này Nhị Thiên Tôn thì là người nào? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Không sai, Đại Thiên Tôn chính là Xích Long Chiến Thần đại nhân, cũng là chúng ta bàn cổ tộc, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành ân nhân cứu mạng, Nhị Thiên Tôn nhưng là phiên thiên ấn khí linh, cũng là vùng thế giới này chúa tể. Chỉ là 100 vạn năm trước Nhị Thiên Tôn cùng Đại Thiên Tôn đồng thời biến mất rồi, chúng ta không biết bọn họ đi nơi nào, cho nên mới khắc xuống tượng thần đến cúng bái cùng tế điện. Ở phong thủy thôn cùng mộ vương thôn bên trong cũng có Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn tượng thần. Bàn Cổ Phong nói rằng, chương 1654, phong thủy thôn bị tập kích. Phiên thiên ấn khí linh là cùng Xích Long Chiến Thần đồng thời biến mất sao? Không trách này 100 vạn năm đến, cũng không có người có thể khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Phiên thiên ấn chính là một kiện chí bảo, uy lực vô cùng, hơn nữa còn bên trong giấu đi một thế giới, nếu như phiên thiên ấn khí linh vẫn còn, nếu như phiên thiên ấn khí linh nhận chủ, dĩ nhiên là có thể khống chế phiên thiên ấn, nhưng bây giờ không có khí linh, muốn khống chế phiên thiên ấn, khó như lên ngày. Hơn nữa, không biết vì sao, Lăng Tiêu luôn cảm giác cái này xem ra hết sức thô bỉ Nhị Thiên Tôn có chút quen mặt, phảng phất ở nơi nào từng thấy. Vậy nói như thế, phiên thiên ấn món chí bảo này rất khó nắm trong tay. Lăng Tiêu hỏi, có lẽ Bàn Cổ Phong biết một ít phiên thiên ấn bí ẩn. Là rất khó, bất quá cũng không phải không có cách nào. Bàn Cổ Phong trầm ngâm một chút nói, ồ, biện pháp gì, cụ thể biện pháp ta cũng không quá rõ ràng.
Thế nhưng cái này tử vong thế giới chín đại phong hào Khô Lâu Vương chắc chắn biết, chúng nó vốn là nhị thiên tôn dưới trướng chín đại chiến tướng, bây giờ cũng là mảnh này tử vong thế giới chân chính chúa tể. Nếu như ngươi có thể đủ giết chín đại phong hào Khô Lâu Vương, tự nhiên có thể khống chế phiên thiên ấn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, nếu là ta không có đoán sai, chín đại phong hào Khô Lâu Vương, cần phải có thể so với thánh nhân sức chiến đấu chứ. Nếu nói là trở thành tử kim Khô Lâu Vương, Lăng Tiêu vẫn có nhất định lòng tin. Nhưng chín đại phong hào Khô Lâu Vương, này trăm vạn năm đến cũng chỉ có 9 người, căn bản không có người thứ 10 xuất hiện, có thể tưởng tượng muốn thành tựu phong hào bộ xương Khô Vương cảnh giới, sẽ là hạng nào gian nan. Cũng đúng, cũng không đúng. Mảnh này tử vong thế giới, dù sao chỉ là phiên thiên ấn bên trong thế giới, bản nguyên của đại đạo cũng không hoàn chỉnh, chín đại phong hào Khô Lâu Vương có thánh nhân sức chiến đấu, nhưng cũng không có cảnh giới của thánh nhân. Ngươi muốn chém giết bọn họ xác thực rất khó. Bàn Cổ Phong gật đầu một cái nói, coi như là khó hơn nữa, ta cũng phải thử một chút. Lăng Tiêu nói rằng, hắn chuyến này đã quyết định, nhất định phải khống chế phiên thiên ấn, hơn nữa căn cứ hắn giải, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng, bên ngoài chỉ có 3 ngày, e sợ trong này cũng chính là 3 năm trái phải, thời gian 3 năm hắn đã dùng hết nửa năm, thời gian đã rất hồi hộp. Gần đây đúng là có một lần cơ duyên, Long Tiểu Hữu ngươi có thể thử xem, nếu như thành công, có lẽ thật sự có cơ hội chém giết chín đại phong hào Khô Lâu Vương cũng không nhất định. Bàn Cổ Phong trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng. Ồ, cơ hội gì, tử vong bên trong thế giới, Vong Xuyên Hà sắp xuất hiện, Vong Xuyên Hà bên trong sinh trưởng Bỉ Ngạn Hoa, ẩn chứa tử vong bản nguyên của đại đạo, có cơ hội để tử linh sinh vật tìm hiểu tử vong bản nguyên của đại đạo, tấn thăng đến phong hào Khô Lâu Vương cảnh giới. Nếu như ngươi có thể có được Bỉ Ngạn Hoa, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Bàn Cổ Phong chậm rãi nói rằng, Bỉ Ngạn Hoa sao, có lẽ có thể thử một lần, lúc nào Vong Xuyên Hà sẽ xuất hiện. Lăng Tiêu nói rằng, cần phải ở nơi này mấy ngày, bất quá Vong Xuyên Hà xuất hiện địa phương không cố định, cũng không ai biết Vong Xuyên Hà sẽ xuất hiện ở nơi nào, chúng ta chỉ có thể các loại tin tức. Bàn Cổ Phong nói rằng, đã như vậy, cái kia mấy ngày nay ta tranh thủ đột phá đến tử kim Khô Lâu Vương cảnh giới, đến thời điểm cũng có thể thật nhiều lực tự bảo vệ. Lăng Tiêu thấy được phương hướng cùng hy vọng, trong lòng cũng là an định hạ xuống. Được, ta cũng hy vọng Tiểu Hữu có thể khống chế phiên thiên ấn, tốt cứu chúng ta tam tộc thoát ly khổ hải, ở mảnh này tử vong thế giới tuy rằng có thể kéo dài hơi tàn, nhưng hạn chế quá lớn. Bàn Cổ Phong nhẹ thở dài một cái nói, bàn cổ tộc sinh sôi vốn là cực kỳ gian nan, ở tử vong bên trong thế giới, bọn họ tuổi thọ giảm nhiều, bây giờ toàn bộ bàn cổ thôn bàn cổ tộc người, dĩ nhiên cũng chỉ có mấy trăm người. Phong Thủy thôn cùng Mộ Vương thành tình huống đồng dạng không thể lạc quan, cùng bàn cổ thôn tương tự. Bọn họ hy vọng nhất chính là có người có thể khống chế phiên thiên ấn, dẫn bọn họ đi ra ngoài, chỉ là vô số năm qua nhiều như vậy người truyền thừa đều thất bại, bọn hắn cũng đều là đánh mất hy vọng. Bàn Cổ Phong đem bàn cổ thiết săn giết vị này tử kim Khô Lâu Vương giao cho Lăng Tiêu, đem vị này tử kim Khô Lâu Vương kiếp chủng luyện hóa phía sau, Lăng Tiêu thực lực cũng là đạt tới kim cương Khô Lâu đỉnh cao, cách đột phá đến tử kim Khô Lâu Vương cũng chỉ là cách xa một bước. Không xong, ra, Phong Thủy thôn bị Khô Lâu đại quân cho vây rồi. Người đã của bọn họ trải qua đến đây hướng về chúng ta cầu viện, lần này tổng cộng có thập đại tử kim Khô Lâu Vương ra tay, Phong Thủy thôn có chút không chống đỡ được. Ngày hôm đó, Lăng Tiêu vẫn còn ở trong trạng thái tu luyện, chỉ nghe thấy gia thú thiếu niên Tiểu Nguyên Nhi thanh âm lo lắng truyền đến. Làm Lăng Tiêu xuất quan phía sau, toàn bộ bàn cổ thôn tất cả mọi người là đề phòng nghiêm ngặt lên, từng cái ánh mắt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi. Long Tiểu Hữu, lần này chỉ sợ là phiền toái. Vẫn luôn duy trì trung lập chín đại phong hào Khô Lâu Vương xuất thế, lần này Thần Tiêu Vương hạ lệnh, yêu cầu tất cả Khô Lâu bộ tộc cường giả lùng bắt người truyền thừa, Phong Thủy thôn cũng xuất hiện 2 cái người truyền thừa, tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Thần Tiêu Vương dưới trướng thập đại tử kim Khô Lâu Vương, xuất lĩnh đại quân, vây công Phong Thủy thôn. Bàn Cổ Phong chậm rãi nói rằng, Thần Tiêu Vương, hắn vì sao phải hạ lệnh bắt lấy người truyền thừa? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, lần này tổng cộng có 9 đại người truyền thừa. Chính là không biết hiện tại Phong Thủy thôn trong là ai, dĩ nhiên xui xẻo như vậy, bị người phát hiện tung tích. Không rõ ràng, dĩ vãng 9 đại phong hào Khô Lâu Vương xưa nay đều là ẩn thế không ra, địa vị hết sức siêu nhiên, một lần này hành động cũng là để cho người hết sức phí giải. Bất quá Phong Thủy thôn cùng chúng ta như thể chân tay, nhất định là muốn đi cứu viện. Bàn Cổ Phong lắc đầu nói, được, vậy ta cũng đi Phong Thủy thôn nhìn. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, chậm rãi nói rằng, cũng tốt, cái kia thập đại tử kim Khô Lâu Vương tuy mạnh, nhưng cũng không phải không cách nào chiến thắng, hơn nữa nếu như có thể đoạt cho bọn họ kiếp chủng,
mới có thể để cho ngươi đột phá đến Tử Kim Khô Lâu Vương cảnh giới. Lần này ta sẽ đích thân xuất đội, tranh thủ đem này thập đại Tử Kim Khô Lâu Vương diệt sạch. Bàn cổ phong trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Rất nhanh, bàn cổ bộ tộc cường giả cũng đã chờ xuất phát, lấy bàn cổ phong dẫn đầu, tổng cùng điều động thập đại bán thánh cường giả, bàn cổ thiết cùng bàn cổ nguyên cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, lại thêm 50 tôn thần vương cảnh cường giả, mình mông cuồn cuộn hướng về phong thủy thôn đi đến mà đi. Phong thủy thôn khoảng cách bàn cổ thôn bất quá 10 vạn dặm, mọi người hết tốc lực chạy đi, không tới thời gian một ngày liền đã đến phong thủy thôn. Ầm ầm ầm, phía trước hai tòa ngọn núi to lớn ở giữa, có một mảnh bát ngát thung lũng. Phong thủy thôn liền ở bên trong tòa thung lũng kia, chỉ là giờ khắc này bên trong sơn cốc tiếng la giết rung trời, sáng chói thần quang tỏa sáng, động đất run rẩy, đang phát sinh dị thường đại chiến kịch liệt. Ngang, tiếng rồng ngâm chấn động vòng trời, ở sơn cốc bầu trời, phảng phất xuất hiện một cái bảy màu thần long, long uy minh mông, mang theo vô cùng thần lực, đem phong thủy thôn bảo vệ lên, đồng thời bạo phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Không tốt, ngũ hành âm dương long thần trận đều bị thúc giục. Xem ra phong thủy thôn tình huống hết sức không tốt, chúng ta đi. Bàn cổ phong trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, nháy mắt tung trời mà lên, khí thế quanh người mênh mông vô cùng, trước tiên hướng về phong thủy thôn vọt tới. Giết, bàn cổ thiết cùng bàn cổ nguyên bọn người là quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời chiến ý, quanh thân khí huyết cuồn cuộn ngất trời, hướng về phong thủy thôn lướt đi. Chương 1655, ác chiến Khô Lâu Vương. Phong thủy thôn bên trong, đang bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Sơn cốc to lớn bên trong, đầy khắp núi đồi tất cả đều là khô lâu bộ tộc cường giả, có hắc thiết khô lâu, đồng thau khô lâu, bạch ngân khô lâu, hoàng kim khô lâu cùng kim cương khô lâu, không biết có hơn mấy ngàn vạn tôn, từng cái không sợ chết, dồn dập hướng về phong thủy thôn phát động tiến công. Mà trong hư không, nổi lơ lửng 9 vị hơn trăm trượng cao Tử Kim Khô Lâu Vương, từng cái khí tức khủng bố vô cùng, cả người xương cốt đều vô cùng kiên cố, lưu động rực rỡ thần hà, ẩn chứa cường đại tử vong chân ý. Trong con ngươi màu tím kiếp trùng, như màu tím thần dương giống như óng ánh lóa mắt. Phong thủy thôn tộc nhân, giờ khắc này đều hội tụ ở phong thủy thôn bên trong, thúc giục ngũ hành âm dương long thần trận, đang chống đối khô lâu bộ tộc cường giả tiến công, bảy màu thần long ngang dọc vô cùng, mỗi một lần công kích, đều sẽ có đại lượng khô lâu tộc cường giả bị đánh thành bột mịn. Phong thủy thôn tộc nhân xem ra hết sức văn nhược, nữ sinh đẹp lóa mắt, nam như thư sinh một nửa văn nhã, còn có thật nhiều gầy yếu ông lão, nhưng là bọn hắn hai tay kết ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời cầm trong tay thần trượng, không ngừng thôi thúc bảy màu thần long sức mạnh, hướng về khô lâu bộ tộc cường giả phát động công kích. Giống, cái kia thập đại Tử Kim Khô Lâu Vương trong miệng đều là phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, phảng phất để hư không theo chi chấn động lên, từng nét bùa chú từ trên người bọn họ lơ lửng, 10 đạo phù văn tụ hợp lại một nơi, giống như là một đạo sợi xích màu đen, nháy mắt liền khóa lại bảy màu thần long đầu rồng, bảy màu thần long kịch liệt giãy giụa, nhưng là càng giãy giụa càng chặt. Phảng phất tùy thời có thể bị triệt để trói buộc chặt. Không được, phong thủy thôn người đều là không khỏi biến sắc mặt, này thập đại Tử Kim Khô Lâu thực lực đều là cực mạnh, bọn họ chỗ dựa duy nhất chính là ngũ hành âm dương long thần trận, nếu như bảy màu thần long bị trói buộc, đại trận bị phá, e sợ phong thủy thôn hôm nay sẽ bị người tàn sát không còn. Đại ca, làm sao bây giờ? Này phong thủy thôn xem ra e sợ không ngăn được a. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở phong thủy thôn bên trong, còn có hai cái toàn thân óng ánh như hoàng kim giống như khô lâu, giờ khắc này đang châu đầu ghé tai, lộ ra có chút sợ sóng tinh thần. Sợ cái gì, quá mức chúng ta liền trực tiếp đầu hàng. Ngược lại chúng ta cũng coi như là khô lâu bộ tộc người, bọn họ coi như là bắt chúng ta, cần phải cũng sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Một cái khác hoàng kim khô lâu có chút không có sức nói. Cũng không biết chiến sư huynh hiện tại ở nơi nào, nếu như có thể tìm tới chiến sư huynh, chúng ta theo chiến sư huynh đồng thời. Vậy thì an toàn. Hoàng Kim Khô Lâu nói rằng, hai người này chính là Cảnh Long cùng Cảnh Hổ huynh đệ, bọn họ ở tử vong bên trong thế giới xem như là so sánh may mắn, ở đã trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả đột phá đến Hoàng Kim Khô Lâu cảnh giới phía sau, đã bị phong thủy thôn người phát hiện dẫn theo trở về. Chỉ là không biết vì sao, hành tung của bọn họ lại bị người tiết lộ, thần Tiêu Vương phái ra thập đại Tử Kim Khô Lâu Vương tới bắt bọn họ. Ngược lại chúng ta cùng này phong thủy thôn vô thân vô cố. Chờ một lát nếu như đại trận bị phá, chúng ta liền tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như chạy không thoát, vậy thì đầu hàng. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ nhìn nhau, cuối cùng âm thầm làm ra quyết định. Ầm ầm, bảy màu thần long bị trói buộc lên, cái kia 10 đạo phù văn ẩn chứa thần bí tử vong chân ý, dĩ nhiên tại nuốt chửng bảy màu thần long năng lượng, để phong thủy thôn đông đảo cường giả đều hoàn toàn biến sắc, mắt thấy bảy màu thần long càng ngày càng suy yếu,
nếu như liền tiếp tục như vậy, e sợ rất có thể sẽ bị thập đại tử kim khô lâu vương cho đánh giết. Lý lão thất phu, chỉ là 10 cái tử kim khô lâu vương liền đem bọn ngươi bước đến trình độ này, các ngươi phong thủy thôn thực sự là càng ngày càng không hăng hái. Nhưng vào lúc này, một đạo thương lão nhi thanh âm hùng hậu vang lên, nhất thời để hết thảy phong thủy thôn tộc nhân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Phong thủy thôn bên trong, một cái râu tóc bạc phơ lão giả áo bào trắng, giờ khắc này nhìn trong hư không kích động cười nói, phong lão thất phu, ta liền biết ngươi không biết thấy chết mà không cứu. Bàn cổ phong từ trên trời giáng xuống, quanh thân khí huyết cuồn cuộn ngất trời, thân thể mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa một luồng bất hủ gợn sóng, trong tay hắn chuôi này gậy, dĩ nhiên hóa thành một thanh to lớn khai sơn phủ, lập lòe nóng rực phong mang, ngang trời hướng về thập đại tử kim khô lâu vương chém tới. Bàn cổ phong, ngươi lại dám ra tay với chúng ta, sẽ không sợ thần tiêu vương đại nhân tiêu diệt ngươi bàn cổ thôn sao? Một cái tử kim khô lâu vương tỏa ra một luồng lạnh như băng gợn sóng đến. Ít nói nhảm, chín đại phong hào khô lâu vương cùng bàn cổ thôn, phong thủy thôn, mộ vương thôn trong đó vẫn luôn là giếng nước không phạm nước sông, là thần tiêu vương trước tiên đối với phong thủy thôn động thủ, liền chớ trách chúng ta sẽ phản kháng. Các ngươi dám vây công phong thủy thôn, vậy thì đem mạng ở lại đây đi. Bàn cổ phong cười lạnh một tiếng đạo, quanh thân áo bào phần phật, khí tức cường đại vô cùng. Nhưng vào lúc này, đông đảo bàn cổ tộc cường giả cũng là vọt vào, bắt đầu cùng đông đảo khô lâu bộ tộc cường giả đại chiến. Bao quát lăng tiêu cũng là đánh tới cái kia chút bạch kim khô lâu. Người truyền thừa khí tức, muốn chết, người bàn cổ thôn lại dám thu nhận giúp đỡ người truyền thừa, chờ bị diệt tộc đi. Thập đại tử kim khô lâu vương đều là phát hiện lăng tiêu khí tức, nhất thời sát cơ rừng rực cực kỳ, dồn dập hướng về bàn cổ phong đám người đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, này thập đại tử kim khô lâu vương thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là một người cầm đầu, trong hốc mắt màu tím kiếp trùng, lập lòe 7 ngôi sao. Dĩ nhiên là một vị thất tinh tử kim khô lâu vương, thực lực vô cùng khủng bố, cùng bàn cổ phong đại chiến, đều là không rơi xuống hạ phong. Hắn lấy thân thể gắng chống đỡ bàn cổ phong trong tay khai sơn phủ, phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung. Đại chiến kịch liệt bạo phát, lăng tiêu cũng là đã được kiến thức bàn cổ bộ tộc chiến lực chân chính, bàn cổ bộ tộc cường đại nhất không chỉ là bất hủ thân thể, hơn nữa còn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú chiến đấu cùng bản năng, coi như là ở mảnh này tử vong bên trong thế giới. Bọn họ ngang dọc vô cùng, ra tay nhanh như thiểm điện, cái kia chút khô khan khô lâu bộ tộc cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cho ta nuốt, lăng tiêu trong con ngươi, màu tím thần dương bốc lên, óng ánh lóa mắt, bị hắn chém giết hoàng kim khô lâu cùng bạch kim khô lâu, cái kia chút kiếp trùng dồn dập như từng đạo tinh mang, bị lăng tiêu màu tím kiếp trùng nuốt chừng lấy. Lăng tiêu nghịch loạn bát thức, cũng bắt đầu bạo phát ra vô cùng thần uy, bất kể là hoàng kim khô lâu vẫn là bạch kim khô lâu. Căn bản cũng không ngăn nổi hắn một quyền, dồn dập bị hắn cho đánh giết. Mà cái kia chín đại tử kim khô lâu vương thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố, bọn họ cùng bàn cổ phong, bàn cổ thiết, bàn cổ dương chờ người đại chiến, dĩ nhiên chút nào đều không rơi xuống hạ phong, thân thể kiên cố vô cùng, có phá diệt hết thảy sức mạnh. Bất kể là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự, đều là vô cùng mạnh mẽ. Từng đạo hào quang óng ánh ở trong hư không tỏa sáng, hư không chấn động, thiên địa rung động. Thập đại tử kim khô lâu vương sức mạnh vô cùng khủng bố, dĩ nhiên có không ít bàn cổ bộ tộc cường giả đều bị bọn họ đả thương. Chương 1656, lên cấp tử kim khô lâu vương. Cong, bàn cổ phong trong tay khai sơn phủ ánh sáng rừng rực, phong mang vô cùng, trực tiếp chém vào trước mắt cái này tử kim khô lâu vương trên cánh tay, bạo phát ra kim thiết giao kích tiếng, tử kim khô lâu vương bỗng nhiên đãng mở khai sơn phủ, sau đó một quyền hướng về bàn cổ phong trên lồng ngực đánh tới. Đồng thời, tử kim khô lâu vương trong tay còn có một thanh to lớn cốt mâu, trong phút chốc tung trời mà lên, từ vòm trời bên trên lấy cực kỳ tốc độ thật nhanh hướng về bàn cổ phong phóng tới. Bàn cổ phong quanh thân khí huyết cuồn cuộn ngất trời, tuy rằng khai sơn phủ bị đáng mở, thế nhưng hắn không hề sợ hãi, thân thể cường đại khủng bố, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào cốt mâu bên trên, đem cốt mâu đánh bay ra ngoài, đồng thời hắn một cước đá ra. Tử kim khô lâu vương cùng bàn cổ phong va chạm một cái, nhất thời hai người rút lui mà về. Sau đó quanh thân sức mạnh cuồng bạo bạo phát, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về lẫn nhau giết tới. Ha ha ha, Lý lão thất phu, Phong lão thất phu, các ngươi hai người này còn chưa chết đây. Như thế chuyện chơi vui, dĩ nhiên không hô ta. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại là xuyên đến một đạo cực kỳ thanh âm hùng hậu. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió bay tới, nhất thời mọi người liền thấy một bức cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên vòm trời dĩ nhiên bay tới hơn 100 tôn màu đen quan tài,
mỗi một đạo quan tài đều là tràn ngập nồng nặc tử khí, trong phút chốc quan tài bị đánh mở, từ trong đó chạy ra khỏi hơn trăm tôn mặt xanh nanh vàng, khí tức cường đại bóng người, hướng về những khô lâu bộ tộc kia cường giả vồ giết mà tới. Cầm đầu là một cái áo bào đen ông lão, tuy rằng mặt mũi nhăn nheo, tử khí rất đậm, nhưng khí tức vô cùng khủng bố, dĩ nhiên một chút cũng không như bản cổ phong yếu, thậm chí hung hãn chỗ còn có thắng. Mộ lão thất phu cũng tới. Ha ha ha, rất tốt, hôm nay để cho chúng ta liên thủ, đem mấy tên khốn kiếp này đều lưu lại đến. Bàn cổ phong nhất thời ánh mắt sáng lên, ha ha bắt đầu cười lớn. Mộ vương thôn viện quân cũng đến rồi. Cầm đầu cái kia áo bào đen ông lão, bất ngờ chính là mộ vương thành đại trưởng lão mộ nguyên thịnh, sự gia nhập của hắn nhất thời để phong thủy thôn, bàn cổ thôn cùng mộ vương thôn nhất phương thế lực như hổ thêm cánh, những khô lâu bộ tộc kia cường giả dồn dập bại lui bị đánh giết. Liền ngay cả thập đại tử kim khô lâu vương đều có chút không chịu nổi. Dù sao này thập đại tử kim khô lâu vương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở bàn cổ phong cùng mộ nguyên thịnh vây công bên dưới, vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Ầm ầm, mộ nguyên thịnh ra tay vô cùng hung tàn, hắn trực tiếp điều động một tòa màu đen lớn quan tài lớn, toàn thân như kim loại đúc giống như vậy, hàn mang rừng rực, tử khí tràn ngập, đem một vị tử kim khô lâu vương đụng nát ra, to lớn đầu bay ngang ra ngoài, trong đó hai đám màu tím kiếp trùng ánh sáng óng ánh. Liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, phong thủy thôn trong cảnh long cùng cảnh hổ nhất thời mắt sáng rực lên. Cái kia hai đám màu tím kiếp trùng, đối với bọn hắn tới nói có sức hấp dẫn chí mạng, nếu như có thể nuốt chửng này hai đám màu tím kiếp trùng, nhất định có thể để cho bọn họ thực lực đại tiến, chí ít cũng có thể đột phá đến kim cương khô đầu. Vèo, vèo, tốc độ của bọn họ cực nhanh, ngang trời hướng về cái kia hai đám màu tím kiếp trùng nhào tới. Ầm ầm, thế nhưng, một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn truyền đến. Cái kia hai đám màu tím kiếp trùng, lại bị nào đó loại sức mạnh kinh khủng dẫn dắt, nháy mắt hướng về Lăng Tiêu bay tới, sau đó bị hắn màu tím kiếp trùng mở miệng nuốt xuống. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ nhất thời phẫn nộ lên, bọn họ cũng là nhận ra Lăng Tiêu khí tức. Long Ngạo Thiên, người đưa chúng ta kiếp trùng, Cảnh Long cắn răng nghiến lợi hô lớn, Cảnh Long cùng Cảnh Hổ, dĩ nhiên là các ngươi, muốn đánh cướp loại, vậy thì chính mình đi cướp, sợ hãi rụt rè, liền biết trốn ở phong thủy thôn bên trong. Muốn nhặt lấy tiện nghi e sợ không có chuyện tốt như vậy. Lăng Tiêu cười lạnh nói, nhưng vào lúc này, cắn nuốt cái kia hai đám màu tím kiếp trùng phía sau, Lăng Tiêu rốt cục đạt tới điểm giới hạn, cực kỳ sức mạnh cuồng bạo ở trong cơ thể hắn nở rộ ra, tử vong chân ý tràn ngập, nhất thời đưa hắn trắng như tuyết như ngọc khung xương đều bao phủ lại. Màu tím thần dương càng ngày càng rừng rực, đến cuối cùng còn như hỏa diễm giống như bắt đầu cháy rừng rực, sau đó đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lại. Một luồng cực kỳ cảm giác đau đớn kéo tới, nhưng nương theo mà đến nhưng là sức mạnh to lớn cảm giác, Lăng Tiêu cảm giác đến giờ phút này, hắn phảng phất có thể xé nứt thiên địa. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cả người khung xương, vào đúng lúc này nháy mắt đã biến thành tử kim vẻ, lưu động hoa mỹ thần hà, sáng lóa, óng ánh trong suốt, hơn nữa ẩn chứa cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh. Thời khắc này, Lăng Tiêu rốt cục tấn thăng đến tử kim khô lâu vương cảnh giới. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ đều là không khỏi cả người chấn động. Cũng không dám nữa nói cái gì, tiếp xúc đến Lăng Tiêu ánh mắt, trong lòng bọn họ liền có chút run rẩy lên, bọn họ chỉ là hoàng kim khô đầu cảnh giới, Lăng Tiêu cũng đã thành tựu tử kim khô lâu vương, coi như là trong lòng bọn họ ghen tị phát điên, nhưng là bọn hắn cũng biết, e sợ Lăng Tiêu hiện tại một ngón tay đầu là có thể ép chết bọn họ. Đáng chết, một vị tử kim khô lâu vương nháy mắt bạo nộ rồi lên, Lăng Tiêu cắn nuốt hắn đồng bản kiếp trùng, để hắn cảm giác được phảng phất bị lớn lao sỉ nhục giống như vậy, nhất thời quanh thân tử quang bốc lên. Cầm trong tay một thanh to lớn trường kiếm, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Đến hay lắm, nếm thử ta nghịch loạn bát thức, thức thứ tư. Lăng Tiêu quanh thân sức mạnh cuồng bạo bạo phát, giờ khắc này chính là không chỗ phát tiết thời điểm, nhìn thấy dĩ nhiên có một vị tử kim khô lâu vương hướng về hắn vọt tới, nhất thời quanh thân chiến ý bạo phát, nghịch loạn bát thức thứ tư bạo phát. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền hướng về vị này tử kim khô lâu vương đánh tới, tám lần sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể hắn tỏa sáng. Để cú đấm này nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đánh vào chuôi này to lớn trên trường kiếm. Răng rác, trường kiếm trực tiếp bể nát ra, bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành bột mịn, sau đó cú đấm này thế đi không giảm, trực tiếp từ tử kim khô lâu vương cầm ngút trời bên trên, đem đầu của hắn oanh nát tan. Lăng Tiêu trong hốc mắt, phảng phất có hai đám màu tím vòng xoáy, có thể nuốt chửng tất cả, trực tiếp đem tử kim khô lâu vương kiếp trùng hấp dẫn mà đến, sau đó cắn nuốt xuống. Đột phá đến rồi tử kim khô lâu vương phía sau. Phảng phất là phong ấn nào đó bị đánh vỡ, Lăng Tiêu có thể nhận biết được vô tự thiên thư khí tức, cũng có thể triển khai thôn thiên bí thuật lực lượng. Lấy thôn thiên bí thuật điều động tử kim kiếp trùng, vị này tử kim khô lâu vương căn bản không có bất kỳ sức phản kháng,
đã bị Lăng Tiêu đánh giết sau đó cắn nuốt. Trong nháy mắt, hai vị tử kim khô lâu vương kiếp trùng liền đều bị Lăng Tiêu cắn nuốt mất rồi. Ai ya, Long đại ca thực lực cũng quá kinh khủng. Bàn Cổ Nguyên có chút phân thần, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, trước hắn còn cảm giác được Lăng Tiêu không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng Lăng Tiêu đột phá phía sau, dĩ nhiên như vậy khủng bố, một quyền đánh giết một vị tử kim khô lâu vương. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu chợt thấy một vị tử kim khô lâu vương sát cơ phân tán, cầm trong tay to lớn chiến thương, ngang trời hướng về Bàn Cổ Nguyên quăng bắn mà đến. Đồng thời đang cùng Bàn Cổ Nguyên đại chiến tử kim khô lâu vương phảng phất vô cùng ăn ý giống như vậy, trực tiếp buông tha tất cả phòng ngự cùng công kích, thần mở tay ra cánh tay, đem Bàn Cổ Nguyên bế lên. Chương 1657, nuốt giết 10 vương. Cái kia một đạo chiến tốc độ của súng cực nhanh, hướng về Bàn Cổ Nguyên đầu phóng tới, mắt thấy Bàn Cổ Dương sẽ chết ở đằng kia một căn chiến thương bên dưới. Vèo, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng lóe lên, hư không đều là run rẩy một chút. Hắn lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, nháy mắt na di hơn vạn trượng, trực tiếp xuất hiện ở Bàn Cổ Nguyên trước mặt, sau đó song trưởng bỗng nhiên vỗ một cái, kinh khủng thần lực bộc phát ra, đem cái kia một thanh chiến thương kẹp lấy. Hả, cái kia phóng chiến thương tử kim khô lâu vương hơi sững sờ, tựa hồ là hơi kinh ngạc, không biết Lăng Tiêu vì sao có tốc độ nhanh như vậy. Lăng Tiêu song trưởng kẹp lấy chiến thương, giờ khắc này quanh thân sức mạnh cuồng bạo bạo phát, nghịch loạn bát thức triển khai ra. Chiến thương hướng về phía sau phóng mà đi, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Ầm ầm, chiến thương xuyên qua Bàn Cổ Nguyên gò má, thậm chí ở gò má của hắn bên trên để lại một vết máu, sau đó bắn vào ôm hắn vị này tử kim khô lâu vương trên đầu, trực tiếp đem đầu bắn nổ. Cút đi, giờ khắc này, Bàn Cổ Nguyên cũng là phản ứng lại, một cước đem tử kim khô lâu vương đá bay ra ngoài, sau đó ngang trời một đạo trưởng gió đánh ra, cái kia hai đám màu tím kiếp trùng, nháy mắt bị Bàn Cổ Nguyên đẩy tới Lăng Tiêu trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong con người vòng xoáy màu tím tràn ngập, ánh sáng rừng rực lóa mắt, trực tiếp đem này hai đạo kiếp trùng cắn nuốt mất rồi, khí tức trở nên lại mạnh mẽ thêm vài phần. Ngươi muốn chết, Bàn Cổ Nguyên lau trên mặt một cái máu tươi, nhìn chăm chú vào cái kia phóng chiến thương tử kim khô lâu vương, quanh thân cuồng bạo khí huyết bạo phát, tùy ý nắm lên bên người chiến thương, liền hướng về cái kia tử kim khô lâu vương lướt đi. Lăng Tiêu cũng là nghiêng người thẳng tới. Trực tiếp đấm ra một quyền, nghịch loạn bát thức bộc phát ra, cái kia tử kim khô lâu vương không có kiên trì mấy chiêu, đã bị Lăng Tiêu liên thủ với Bàn Cổ Nguyên đánh chết, sau đó kiếp trùng bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền nuốt giết 4 tôn tử kim khô lâu vương. Lần này, bất kể là Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh vẫn là còn dư lại những tử kim kia khô lâu vương đều kinh hãi, mỗi một người đều là lộ ra khó tin sóng tinh thần. Người thừa kế này thực lực quá mạnh mẽ, nhất định phải Huyết Khô ngươi ra tay. Bằng không chúng ta đều phải chết ở trong tay của hắn. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Những tử kim kia khô lâu vương nghị luận, muốn để cường đại nhất vị này thất tinh tử kim khô lâu vương ra tay, chém giết Lăng Tiêu. Thế nhưng Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho Huyết Khô, ở hai người liên thủ lại, Huyết Khô vướng trái vướng phải, hoàn toàn rơi vào hạ phong, gào thét liên tục, nhưng cũng căn bản chín không quay được chiến cuộc. Giết, liên tiếp 4 đại tử kim khô lâu vương bị Lăng Tiêu nuốt giết. Bàn Cổ bộ tộc cùng Mộ Vương thành người đều là khí thế đại chấn, dồn dập tinh thần phấn chấn, hướng về đông đảo tử kim khô lâu vương vây công mà tới. Cùng lúc đó, Phong Thủy thôn chứa nhiều cường giả, cũng là điều động 7 màu thần long tránh thoát ràng buộc, kinh khủng long uy giáng lâm, quét sạch tứ phương, cũng cho những khô lâu bộ tộc kia cường giả rất lớn kinh sợ. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, tứ phương sơn mạch đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào muốn sụp đổ như thế, một phen đại chiến kịch liệt phía sau, lại có 5 tôn tử kim khô lâu vương bị Lăng Tiêu chém giết, sau đó kiếp trùng cũng bị Lăng Tiêu cắn nuốt mất rồi. Lăng Tiêu quanh thân phảng phất như là bao phủ một tầng ngọn lửa màu tím, ánh sáng óng ánh lóa mắt, ngoại trừ Huyết Khô ở ngoài, còn dư lại những tử kim kia khô lâu vương thực lực cũng không mạnh, phần lớn đều là 3 sao trở xuống tu vi, thế nhưng liên tiếp cắn nuốt 9 đại tử kim khô lâu vương kiếp trùng, để Lăng Tiêu kiếp loại sức mạnh tăng vọt, xuất hiện viên thứ 2 tinh mang. 2 sao cảnh giới, hiện tại cũng chỉ còn lại có vị này thất tinh tử kim khô lâu vương Huyết Khô. Không thể không nói, Huyết Khô thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng Bàn Cổ Phong liên thủ với Mộ Nguyên Thịnh xuất kích, thế nhưng Huyết Khô vẫn cứ ở phản kháng, thậm chí tìm cơ hội muốn chạy trốn đi. Thế nhưng Phong Thủy thôn ngũ hành âm dương long thần trận toàn lực bộc phát ra, 7 màu thần long cắt đứt Huyết Khô tất cả đường lui, để Huyết Khô căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Thần Tiêu Vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi luôn có một ngày cũng phải chết ở Thần Tiêu Vương đại nhân trong tay. Huyết Khô giống giận một tiếng nói, cuối cùng bị Bàn Cổ Phong một búa đầu chặt đứt đầu,
sau đó bị Mộ Nguyên Thịnh một đòn đập vỡ thân thể, đem hoàn toàn đánh chết. Huyết khô kiếp trùng, ẩn chứa 7 viên tinh mang, óng ánh lóa mắt, rực rỡ cực kỳ, so với cái khác tử kim khô lâu vương kiếp trùng phải lớn hơn vài lần, như hai viên sáng chói thái dương. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ đều là con mắt phun lửa nhìn Lăng Tiêu đem này hai viên kiếp trùng cắn nuốt mất rồi, trong lòng quả thực đều đang nhỏ máu. Nếu là bọn họ có thể nuốt chừng này hai viên kiếp trùng, e sợ nhảy một cái là có thể đột phá đến tử kim khô lâu vương cảnh giới. Lăng Tiêu quanh thân tản ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, chờ hắn đem này hai viên kiếp trùng luyện hóa phía sau, trực tiếp đột phá đến rồi ba sao cảnh giới. Thập đại tử kim khô lâu vương, tất cả đều bị Lăng Tiêu cho nuốt giết. Lăng Tiêu thực lực cũng là bạo tăng, ba sao tử kim khô lâu vương, lại thêm Lăng Tiêu nghịch loạn bát thức, tuyệt đối có thể bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu, cũng để Lăng Tiêu đối với đón lấy tranh cướp Bỉ Ngạn Hoa nhiều hơn rất nhiều tự tin. Chúc mừng Long Tiểu Hữu thực lực đại tiến. Bàn Cổ Phong khẽ mỉm cười nói, vị này chính là Long Tiểu Hữu chứ. Dĩ vãng người truyền thừa, có thể ở trong vòng 3 năm đột phá đến tử kim khô lâu vương cũng đã rất khó. Long Tiểu Hữu bất kể là thiên phú vẫn là tâm tính thủ đoạn đều là tốt nhất chọn, có lẽ vẫn đúng là có thể khống chế phiên thiên ấn. Mộ Nguyên Thịnh cũng là đi tới nói rằng, trong ánh mắt có một tia nóng rực. Lần này, không bằng ba chúng ta tộc liền chống đỡ Long Tiểu Hữu làm sao? Ta nhìn Long Tiểu Hữu rồng phượng trong đám người, khí vận siêu tuyệt, nhất định là phiên thiên ấn chủ nhân. Phong Thủy thôn đại trưởng lão Lý Thành Vân cũng là đi ra, khẽ mỉm cười nói. Ba lão gia hỏa này đều là ánh mắt nóng rực, nguyên bản bọn họ đối với ly khai mảnh này tử vong thế giới cũng không báo hy vọng gì, thế nhưng Lăng Tiêu xuất hiện, cùng với Vong Xuyên Hà sắp hiện ra, để cho bọn họ thấy được hy vọng, đồng thời nảy sinh một loại ý nghĩ. Đa tạ ba vị lão trưởng, nếu là ta có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, nhất định mang bọn ngươi tam tộc ly khai này phương thế giới. Lăng Tiêu hướng về ba cái ông lão chắp tay thi lễ, hơi mỉm cười nói. Muốn đi, hai người các ngươi tới đây cho ta, sớm liền nhìn các ngươi không vừa mắt, các ngươi chắc cũng là chiến thần điện đệ tử chứ. Long đại ca, hai người này giao cho ngươi xử trí, có muốn hay không đưa bọn họ làm thịt rồi. Bàn Cổ Nguyên đem muốn lén lút chạy đi Cảnh Long cùng Cảnh Hổ ngăn lại, cười lạnh nói. Cảnh Long, Cảnh Hổ, các ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút hỏi. Muốn chết làm sao, muốn sống thì lại làm sao? Cảnh Long cùng Cảnh Hổ tuy rằng vô cùng uất ức, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn là nuốt giận vào bụng hỏi. Muốn chết, ta hiện tại liền giết các ngươi. Muốn sống, sau đó liền tạm thời trước tiên theo ta, nghe mệnh lệnh của ta làm việc, nếu như không nghe lời, ta còn sẽ làm thịt các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ nhìn nhau, đều là gật đầu một cái nói, được. Chúng ta mong muốn theo ngươi. Chương 1658, Vong Xuyên Hà hiện. Khoảng cách Phong Thủy thôn bên ngoài trăm dặm một tòa phía trên ngọn núi, toàn thân trắng như tuyết sáng chói một vị kim cương khô lâu, trong lòng bàn tay có một viên kỳ dị cổ kính, mặt trên đang cho thấy giờ khắc này Phong Thủy thôn tình huống. Phía sau hắn, còn có 8 rõ ràng kim khô lâu, từng cái khí tức vô cùng kinh khủng. Cuối cùng này ba vị người truyền thừa đã tìm được, bất quá đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Liên thần Tiêu Vương thủ hạ 10 đại vương giả đều bị giết, chúng ta đi e sợ cũng chỉ là chịu chết, mau trở về bẩm báo chủ nhân đi. Chiến vừa chậm chậm nói rằng, có chút khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Bọn họ 9 cái chính là chiến thiên hành dưới trướng 9 kim cương lớn khô lâu, mấy tháng nay, dựa theo chiến thiên hành dặn dò, bọn họ đã chộp được 5 đại người truyền thừa, chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái người truyền thừa, chính là Cảnh Long, Cảnh Hổ cùng Lăng Tiêu 3 người, bây giờ cuối cùng 3 người cũng bị bọn họ tìm được. Thế nhưng có Phong Thủy thôn, Bàn Cổ thôn cùng Mộ Vương thôn bảo vệ, bọn họ biết nhiệm vụ này là không hoàn thành. Lão đại, thần Tiêu Vương vì sao phải bắt lấy người truyền thừa? Còn muốn 5 người kia chúng ta ra tay nhanh hơn, bằng không chỉ sợ cũng thật sự không có cách nào hướng về chủ nhân thông báo. Chiến Nhị nói rằng, ta cũng không rõ ràng, bất quá e sợ tử vong thế giới sắp thay người lãnh đạo rồi, 9 đại phong hào khô lâu vương xưa nay đều là ẩn thế không ra, lần này thần Tiêu Vương lựa chọn ra tay. E sợ rất có thể cùng Vong Xuyên Hà, Bỉ Ngạn Hoa sắp xuất hiện tin tức có quan hệ. Đi, chúng ta nhất định phải lập tức đem nơi này tin tức báo cáo cho chủ nhân. Chiến vừa nhìn xa xa Phong Thủy thôn một chút, mang theo cái khác 8 kim cương lớn khô lâu rời đi này tòa sơn phong, đi phục mệnh đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu sở dĩ không có giết Cảnh Long cùng Cảnh Hổ, là bởi vì hắn biết cho dù chết ở mảnh này tử vong thế giới, cũng sẽ không cái chết thực sự. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện, Lăng Tiêu muốn ở trên người bọn họ được nghiệm chứng. Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng Lý Thành Vân cuối cùng đều làm ra quyết định, phải toàn lực trợ Lăng Tiêu tranh cướp Bỉ Ngạn Hoa,
để Lăng Tiêu đột phá tu vi đến phong hào khô lâu vương cảnh giới, khống chế tử vong bản nguyên của đại đạo, mới có cơ hội đánh giết chín đại phong hào khô lâu vương, do đó khống chế phiên thiên ấn. Sau đó, Lăng Tiêu ngay ở phong thủy thôn bên trong ở tạm. Căn cứ Lý Thành Vân tính toán, Phong Xuyên Hà nên ở trong vòng một tháng xuất hiện, hơn nữa khoảng cách phong thủy thôn cũng không xa, vì lẽ đó tam tộc cường giả tất cả đều hội tụ ở phong thủy thôn bên trong, một cái là vì Phong Xuyên Hà làm chuẩn bị, thứ hai cũng là vì phòng ngừa thần Tiêu Vương lại một lần nữa phái người đến đây. Hơn nữa, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh đám người, nhưng là bắt đầu trắng trợn săn giết khô lâu bộ tộc cường giả, phong thủy thôn chu vi 1 triệu dặm bên trong, những khô lâu bộ tộc kia cường giả đều là tao ương, thời gian một tháng bên trong, có tới 10 mấy đầu tử kim khô lâu vương bị săn giết, kiếp chủng nhưng là để lại cho Lăng Tiêu nuốt phục. Bất quá tử kim khô lâu vương lên cấp cũng là hết sức gian nan, nuốt giết 10 mấy đầu tử kim khô lâu vương, cũng chỉ là để Lăng Tiêu tăng lên một tinh cảnh giới, tấn thăng đến 4 sao tử kim khô lâu vương. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, mở tối vòng trời bên trên, gió nổi mây vần, một mảnh mênh mông vòng xoáy màu đen nổi lên, ẩn chứa một luồng nuốt chửng hết thảy sức mạnh, thiểm điện bốc lên, tử khí tràn ngập, như muốn diệt thế. Loại này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, đem đang tu luyện trong Lăng Tiêu thức tỉnh. Phong Xuyên Hà hiện, Bỉ Ngạn Hoa mở, rốt cục xuất hiện, Lý Thành Vân trong con ngươi, phảng phất có tia sáng kỳ dị lấp lóe, có chút kích động nói. Bỉ Ngạn Hoa ẩn chứa tử vong bản nguyên của đại đạo, đối với khô lâu bộ tộc tới nói có sức hấp dẫn chí mạng, thậm chí có thể để cho bọn họ hiểu được tử vong bản nguyên của đại đạo, tấn thăng đến phong hào khô lâu vương cảnh giới. Lần này, e sợ toàn bộ tử vong thế giới, tất cả khô lâu bộ tộc cường giả đều sẽ bị kinh động. Bàn Cổ Phong chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng. Toàn bộ tử vong thế giới, tuy rằng chỉ có 9 đại phong hào khô lâu vương, thế nhưng vô số năm qua, tử kim khô lâu vương tuyệt đối không bằng số ít, có thể tưởng tượng được, vì loại này vô thượng cơ duyên, nhất định có rất nhiều tử kim khô lâu vương xuất thế, đến thời điểm nhất định là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Bởi vì, Bỉ Ngạn Hoa chỉ có một đóa, nuốt Bỉ Ngạn Hoa phía sau, liền có thể lĩnh ngộ tử vong bản nguyên của đại đạo, do đó tấn thăng đến phong hào khô lâu vương cảnh giới. Bỉ Ngạn Hoa, đối với 9 đại phong hào khô lâu vương cũng có tác dụng cực lớn. E sợ cái kia 9 đại phong hào khô lâu vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa rơi ở trong tay những người khác, bọn họ khẳng định cũng sẽ hạ thủ tranh cướp. Mộ Nguyên Thịnh chậm rãi nói rằng, tất cả mọi người là cảm thấy áp lực thực lớn, muốn đoạt được Bỉ Ngạn Hoa, chỉ sợ cũng muốn sớm đối mặt 9 đại phong hào khô lâu vương. Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng Lý Thành Vân 3 người tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng đó là có thể đối phó cửu tinh tử kim khô lâu vương, căn bản không thể nào là 9 đại phong hào khô lâu vương đối thủ. Bất quá cái này cũng là cơ hội duy nhất, chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cơ duyên lớn đại tạo hóa, cũng sẽ kèm theo đại nguy hiểm. Lần này vô số khô lâu bộ tộc cường giả điều động, có lẽ chúng ta có thể loạn bên trong cầu thắng. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đoạt đến Bỉ Ngạn Hoa. Lăng Tiêu nói như đinh chém sắt, hắn có thôn thiên bí thuật, đối với khô lâu bộ tộc cường giả tới nói, ít tồn tại cảnh giới gì bình cảnh, chỉ cần có thể nuốt chửng đến đầy đủ kiếp trùng, liền có thể lấy vẫn tiến giai. Có thể nói ở cửu tinh tử kim khô lâu vương trước, Lăng Tiêu không có bất kỳ bình cảnh kỳ. Lần này đông đảo khô lâu bộ tộc cường giả hội tụ, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đột phá đến cửu tinh tử kim khô lâu vương cảnh giới, đến thời điểm thêm vào hắn các loại thủ đoạn, coi như là đối mặt 9 đại phong hào khô lâu vương, cũng không phải không có cơ hội một trận chiến. Mà Lăng Tiêu duy nhất kiêng kỵ, nhưng là chiến thiên hành. Dù sao chiến thiên hành thân hoài chiến tộc huyết mạch, cái này phiên thiên ấn trong truyền thuyết chính là chiến tộc chí bảo. Chiến thiên hành nói không chắc sẽ có nào đó loại được trời cao chăm sóc điều kiện, Lăng Tiêu nhất định phải cướp ở trước mặt của hắn, xuất nắm trong tay trước phiên thiên ấn. Nhìn Vong Xuyên Hà xuất hiện phương vị, cần phải ở bên ngoài 10 mấy vạn dặm dãy núi tử vong, chúng ta đi, nhìn có thể không trước tiên chiếm trước một ít tiên cơ. Lý Thành Vân nhìn một chút xa xa cái kia mảnh to lớn vòng xoáy, chậm rãi nói rằng. Phong Thủy Thôn, Bàn Cổ Thôn cùng Mộ Vương Thôn hành động đều là vô cùng cấp tốc, tam tộc tụ tập kết 30 vị bán thánh cường giả. Ở 3 vị đại trưởng lão dẫn dắt đi, chuẩn bị tiến về phía trước Phong Xuyên Hà xuất hiện địa phương. Dù sao, lần này chủ yếu nhất chém giết, nhất định là phát sinh ở tử kim khô lâu vương trong đó, nhân số nhiều lắm không có ý nghĩa, ngược lại sẽ tạo thành không thể đo đếm thương vong, cho nên chỉ cần điều động bán thánh cường giả là đủ rồi. Hơn nữa, ở Lý Thành Vân dưới sự chủ trì, ở 1 tháng này, đã để cho 30 vị bán thánh cường giả hợp thành ngũ hành âm dương long thần trận, chính là có thể di động chiến trận. Tin tưởng đến thời điểm nhất định có thể đủ bùng nổ ra cực kỳ uy lực khủng bố. Vèo, 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 lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng người lên, ở Lăng Tiêu, Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng Lý Thành Vân dẫn dắt đi,
hướng về Vong Xuyên Hà xuất hiện địa phương cực tốc chạy đi. Chương 1659, cường giả tập hợp. Tử Vong Sơn Mạch, cường đại hư không gợn sóng tràn ngập, từng tòa núi hoang bị thôn phệ, xuất hiện một cái to lớn sông dài, tràn ngập nồng nặc tử khí, ẩn chứa một luồng ba động kỳ dị. Này sông dài chính là Vong Xuyên Hà, xuất hiện ở Tử Vong Sơn Mạch, nháy mắt liền cắn nuốt mấy chục tòa núi cao, những khô lâu bộ tộc kia cường giả, trực tiếp bị Vong Xuyên Hà nước cuốn một cái, nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Vong Xuyên Hà chi nước, ẩn chứa tử vong bản nguyên sức mạnh, có thể ăn mòn tất cả, liền ngay cả khô lâu bộ tộc cường giả cũng căn bản không thể chịu đựng, bị Vong Xuyên Hà nước cuốn một cái, nháy mắt liền hoàn toàn hồn phi phách tán. Giống, 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 từng đạo tiếng gào to vang vọng đất trời, Vong Xuyên Hà xuất hiện, nhất thời để toàn bộ tử vong thế giới khô lâu bộ tộc đều điên cuồng. Cách tử vong sơn mạch gần nhất khô lâu bộ tộc cường giả đều là dồn dập tới rồi, hoàng kim khô lâu, bạch kim khô lâu cùng tử kim khô lâu vương, đầy khắp núi đồi, từng cái khí tức cường đại cực kỳ, tản ra vô cùng kích động cùng nóng rực sóng tinh thần. Những khô lâu bộ tộc kia cường giả, tất cả đều đứng ở Vong Xuyên Hà bên cạnh, từng người chiếm cứ một mảnh địa vực, đều là nhìn chằm chằm Vong Xuyên Hà, cùng đợi bỉ ngạn hoa nở rộ. Trong truyền thuyết, bỉ ngạn hoa ngay ở Vong Xuyên Hà ngay chính giữa, chờ bỉ ngạn hoa triệt để nở rộ thời điểm, chỉ cần có thể nuốt phục bỉ ngạn hoa, liền có thể lĩnh ngộ tử vong đại đạo bản nguyên, tấn thăng đến phong hào khô lâu vương cảnh giới. Bây giờ, này chút khô lâu bộ tộc cường giả vẫn tính là khắc chế, cũng không có phát sinh đại quy mô chiến đấu, chỉ có một ít phạm vi nhỏ ma sát. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm Lăng Tiêu đám người đi tới tử vong sơn mạch thời điểm, liền thấy bờ sông Vong Xuyên, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là khô lâu bộ tộc cường giả. Trong đó vẻn vẹn là tử kim khô lâu vương, dĩ nhiên đều là mấy trăm vị, mỗi một hơi thở của đạo đều như trùng tiêu mây khói, khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu bọn người là lựa chọn ở vòng ngoài một dãy núi ngừng lại, cũng không có tới gần Vong Xuyên Hà. Dù sao Phong Thủy Thôn, Bàn Cổ Thôn cùng Mộ Vương Thôn này 30 vị cường giả đều là nhân tộc, nếu như tùy tiện xuất hiện ở bờ sông Vong Xuyên, e sợ nháy mắt liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vô số khô lâu bộ tộc cường giả vây công. Dĩ nhiên có mấy trăm tôn tử kim khô lâu vương, đây vẫn chỉ là tử vong sơn mạch phụ cận tử kim khô lâu vương, còn rất nhiều không có chạy tới, xem ra muốn được bỉ ngạn hoa, không dễ dàng a. Bàn Cổ Phong khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói rằng, bọn hắn cũng đều là năm bè bảy mảng thôi, đợi đến bỉ ngạn hoa xuất hiện, giữa bọn họ khẳng định cũng sẽ lẫn nhau hỗn loạn, tiến hành chém giết, đến thời điểm chúng ta lại xông tới, không hẳn không thể cướp được bỉ ngạn hoa. Mộ Nguyên Thịnh khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy cường đại chiến ý. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm xa xa Vong Xuyên Hà, trong lòng hơi có chút chấn động, hắn từ Vong Xuyên Hà bên trong dĩ nhiên cảm thấy một cổ thần bí luân hồi lực lượng, sinh tử chi lực đan dệt, thần bí khó lường. Thế này sao lại là Vong Xuyên Hà? Này rõ ràng chính là Hoàng Tuyền Hà chứ? Lăng Tiêu nghĩ tới ở chiến thần giới cùng luân hồi giới nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà, bất quá trước mắt này Vong Xuyên Hà ẩn chứa luân hồi lực lượng, cũng ẩn chứa sinh tử bản nguyên. So với chiến thần giới cùng luân hồi giới Hoàng Tuyền Hà phải mạnh mẽ hơn nhiều, cùng trước mắt Vong Xuyên Hà so với, cái kia chút đều chỉ có thể xem như là nhánh sông thôi. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà thông suốt âm dương hai giới, chảy khắp chư thiên vạn giới, ẩn chứa sinh tử huyền bí, này phiên thiên ấn bên trong thế giới, dĩ nhiên cũng sẽ có Hoàng Tuyền Hà xuất hiện, không đơn giản a. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, này chút khô lâu bộ tộc cường giả không đáng sợ, cho dù có mấy trăm thậm chí mấy ngàn tôn tử kim khô lâu vương, cũng đều là năm bè bảy mảng thôi, đến thời điểm nhất định sẽ tự mình chiến đấu. Chúng ta có ngũ hành âm dương long thần trận, đến thời điểm nhất định có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta duy nhất phải chú ý vẫn là chín đại phong hào khô lâu vương, bọn họ nếu như đến tranh đoạt bỉ ngạn hoa, chỉ sợ cũng có chút không ổn. Lý Thành Vân chậm rãi nói rằng, ba vị lão trưởng, chờ một lát đại hỗn chiến lúc mới bắt đầu, chúng ta trước tiên có thể không cần đi tranh cướp biến hóa, trước tiên lấy chiến trận sức mạnh. Hết khả năng chém giết tử kim khô lâu vương, cướp đoạt bọn họ kiếp trùng, chỉ cần ta có thể nuốt chửng đầy đủ kiếp trùng, thực lực là có thể vẫn tăng vọt, coi như là tấn thăng đến cửu tinh tử kim khô lâu vương, cũng không phải là không thể. Lăng Tiêu nhìn ba người nói, được, cứ dựa theo Long Tiểu Hữu nói làm. Bàn Cổ Phong, Mộ Nguyên Thịnh cùng Lý Thành Vân nhìn nhau, đều là gật đầu một cái nói. Bọn họ chuyến này chính là lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, cũng là đã quyết định muốn trợ Lăng Tiêu cướp được bỉ ngạn hoa. Sau đó chém giết chín đại phong hào khô lâu vương, khống chế phiên thiên ấn, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Ngay ở Lăng Tiêu đám người đi tới tử vong sơn mạch thời điểm, chỗ sâu nhất một tòa phía trên ngọn núi, đứng cạnh một vị hơn trăm trượng cao tử kim khô lâu vương, quanh thân tử quang tràn ngập, tử khí cuồn cuộn ngất trời, trong con ngươi thậm chí có chín viên tinh mang lấp lóe.
Ở sau người hắn, chín đại tử kim khô lâu vương đứng sóng vai, từng cái khí tức cường đại, cũng đều có một sao cảnh giới. Chiến thiên hành đến rồi, mà dưới tay hắn chiến nhất đến chiến cửu đám người, cũng đều là được sự giúp đỡ của chiến thiên hành, đột phá đến rồi tử kim khô lâu vương cảnh giới, bây giờ từng cái thỏa thuê mãn nguyệt, chiến ý cuồn cuộn ngất trời, hận không thể vì là chiến thiên hành quên mình phục vụ, vì tranh cướp Bỉ Ngạn Hoa, cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Bỉ Ngạn Hoa, chỉ có ta mới xứng nắm giữ. Chiến thiên hành chậm rãi nói rằng, nhìn chằm chằm xa xa Vong Xuyên Hà, quanh thân khí tức cực kỳ khủng bố. Chủ nhân, ngài thần dũng vô song, sức chiến đấu siêu tuyệt, tự nhiên chỉ có ngài mới xứng đáng đến Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng nếu là chín đại phong hào khô lâu vương đến đây nên làm gì? Đặc biệt là cái kia thần tiêu vương, trước còn nghĩ muốn bắt lấy người truyền thừa, lần này hắn e sợ rất có thể sẽ đến tranh cướp Bỉ Ngạn Hoa. Chiến nhất rất cung kính nói rằng, thần tiêu vương sao, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái lão già đó tuổi thọ đã hết, muốn đoạt Bỉ Ngạn Hoa đến kéo dài tính mạng thôi, hơn nữa. Hắn chính là chín đại phong hào khô lâu vương bên trong dã tâm lớn nhất một cái. Lần này hắn không đến cũng cho qua, nếu như tới, liền đem mệnh cho ta ở lại đây đi. Chiến thiên hành lãnh đạm nói rằng, trong thanh âm có chúa tể tất cả sinh tử thô bạo. Chiến thiên hành thân thể nguy nga như núi, ở lồng ngực của hắn vị trí, một viên bảy màu giọt máu óng ánh, tản ra mênh mông mà sức mạnh thần bí gợn sóng, để chiến thiên hành khí tức trở nên hết sức kỳ lạ, phảng phất cùng vùng thế giới này đều hợp thành một thể. Chủ nhân uy vũ, chiến nhất chờ chín người đều là đồng thời quỳ lạy hạ xuống, từng cái tất cả đều là tản mát ra cuồng nhiệt sùng bái gợn sóng. Sau lưng chiến thiên hành, còn có năm đại hoàng kim khô lâu, bọn họ đều là lộ ra 10 phân vẻ bất đắc dĩ, còn không có cẩn thận điều tra một hồi cái thế giới này bí mật, kết quả bọn họ liền cũng đã bị chiến thiên hành người bắt. Chiến sư huynh, phiên thiên ấn chỉ có ngài mới có tư cách khống chế, chúng ta mong muốn đi theo ngài. Bất quá ngài vì sao nhất định phải bắt chúng ta? Chúng ta đối với ngài một điểm uy hiếp đều không có. Một cái hoàng kim khô lâu cười khổ một tiếng nói, hắn chính là chiến thần điện đệ tử. Bắt các ngươi, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, yên tâm. Chỉ cần các người bé ngoan nghe lời, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Chiến thiên hành thản nhiên nói. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.